nhập internet banking vào, nhập mã OTP vào và chuyển tiền. Ai vậy? Là mình. Vậy thì sao ạ? Đừng trách người ta là mình, là mình. Tại sao người ta lại lừa mình? Tại sao người ta lại như thế này như thế kia? Mà là do mình, không ai hết á. Nên là hãy muốn anh chị được không mà hãy thay đổi. Hello cả nhà. Đó, lại là nhấn lượng đây. Hãy trước khi đầu là tư lượng đây. Một điều lượng xin chào chính bản thân của mình trước. Xin chào 5.000 em, cô chú, bạn bè trên đường Facebook. Anh chị nói anh chị yêu tiền đúng không? Đúng không? Nhưng mà anh chị nói anh chị yêu tiền, anh chị rất là cần tiền. Và xin chào 5.000 anh em là 5% dân số của những người giàu nhất hành tinh. Nhanh nhất hành tinh, nhanh nhất hành tinh. Luôn theo dõi và cập nhật thông tin. Đó là những thứ giúp cho chị tạo ra tiền. Anh chị lại không chịu học. Anh chị lại không yêu nó, anh chị lại không biết gì từ những thông tin tuyệt vời trong cuộc sống cũng như trong hãy yêu những gì tiền tạo ra và hãy yêu những gì tiền tài chính nhé. Rồi anh chị sẽ trong tập đoàn UT nhé. Ấy, cơ hội mới đang mở nên đón chào nha em nha. Tạo ra tiền và hãy yêu những gì tiền tạo ra, đó mới thực sự là anh chị yêu tiền. Còn yêu tiền mà anh chị chỉ biết về tiền thôi mà anh chị không biết gì cả. Yêu tiền và Nguyễn Lợi cũng đang yêu tiền và các anh chị em chúng ta cũng đang yêu tiền. Đó gọi là gì? Anh chúng ta yêu góc độ nào? Yêu mù quáng. Chúng ta chọn ở đâu để chúng ta yêu đúng không ạ? Yêu mù quáng, yêu không biết chứ. Tối hôm nay lượng Nguyễn Lợi dạy với anh chị em vào. Đó chỉ là em, còn không biết. Bố biết em là ai, cũng không biết em thích gì. Một doanh nhân thành đạt để chia sẻ về cách kiếm tiền. Với mà anh chị yêu tiền, đúng là anh chị mới có tiền, có nhiều tiền nữa. Ai kêu mà nên học về sale, về marketing, về bán hàng cho em. Chào con Lê An Sao nha. Những cái cách để tạo tiền. Cảm ơn con đã vào live stream của mẹ nha. Rồi. Chào mẹ câu nào. Anh học cái thứ tạo nên tiền không mà anh chỉ có nhiều. Tối nay có buổi Zoom chia sẻ của một doanh nhân thành đạt về cách kiếm tiền. Nên mẹ like để cho mọi người cùng vào nghe tìm hiểu nhé. Chứ còn được không ạ? Anh chị không biết sale. Khi chúng ta nắm bắt được hàng, những cái thông tin, những cái anh chị bán hàng, anh chị sẽ không thành công, anh chị sẽ bị mất tiền. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi, đúng anh rồi. Anh chị không có kiến thức. Không phải con mà, mẹ cũng vậy mà, ai cũng yêu tiền. Ai ai cũng yêu tiền, nhưng mà quan trọng mình yêu tiền ở chỗ nào. Nên là để nó có giá trị, đúng con. Và khi mình bước vào yêu tiền thì mình phải có kiến thức kỹ năng đã, rồi xong mình mới yêu tiền được. Yêu tiền và tiền với ở lại với mình được. Không mà mình không có kiến thức kỹ năng thì mình yêu tiền, nhưng mà lấy tiền nó càng yêu mình là mệt lắm. Em không yêu tiền nữa. Mẹ đã mấy chục năm rồi yêu tiền lắm. Nói hay không bằng sao yêu tiền mà đi tìm tiền, nhưng mà rồi cùng tiền rằng chẳng tính mình tiền lại từ bỏ mình tiền đi. Nó phải biết được bí quyết rồi. Mẹ sẽ livestream và con sẽ nghe nha. Con hãy chia sẻ cái buổi live của mẹ trên tường Facebook của con nhé. Các nhóm của con, bạn bè của con nhé. Mẹ trẻ trung quá. Cảm ơn con. Nhờ vào cái môi trường này nó giúp cho mẹ có cuộc sống nó thay đổi, nó tốt hơn. Mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn, mẹ cảm thấy mẹ yêu đời hơn và mẹ cảm thấy mẹ may mắn hơn. Nên là khi mà cái túi tiền của mình ngày ngày cần đầy lên và nói chung mình cần giúp được người khác cũng giàu có thì mình đã đi mà phấn khởi. Tư tưởng mình nó phấn khởi rồi và đồng thời mình năng lượng hơn và mình nhiệt huyết hơn và đồng thời mình trẻ trung hơn, đúng không? Ý, yêu đời hơn. Đấy. Nha, mày quay lại con nghe này. Nhớ ra quyết định nha. Nhớ ra quyết định nha. Em chiếu lên không có phải để cho anh chị xem không. Nhìn An không nha. Xem An có xinh hay gái không nha. Thế mà em mở ra cho anh chị đăng ký đọc sách người giàu. Tôi cũng có mặt ở Dubai nữa. Có nhất thành Babylon. Mẹ đã học rồi con ơi, mẹ ở trong câu lạc bộ đọc sách. Nhờ quyển sách đấy này, nhờ quyển sách là 10 tờ kinh của bí mật Phan Thiên Ân này, tỷ phú Phan Thiên Ân này, nhờ quyển sách Cha giàu cha nghèo đó, nhờ quyển sách Cha giàu cha nghèo rồi, để không có tiền vẫn tạo ra tiền này, rồi quyển chìa khóa thành công này đó. Và mẹ từ khi mẹ bước vào cái môi trường này, mẹ được
được đọc rất nhiều sách. Và mẹ thì mẹ bây giờ không mua sách để đọc, nếu mà vào câu lạc bộ đọc sách hôm buổi sáng 5 giờ sáng á, và toàn đọc về các quyển sách của các vi nhân, các bậc thầy là tỷ phú đến thế giới như thế, là những câu nói rất, những câu rất châm ngôn này, giống như tỷ phú của Warren Buffett này, ông là nhà đầu tư huyền thoại đến thế giới này, ông chỉ nói với chúng ta một câu này con này, tức là mẹ xem câu lạc bộ Tràng Tay Hóa Vàng ạ. Ờ, mẹ cảm ơn con nhé. Đấy, rồi cảm ơn con. Mẹ con đã cùng học nha, cùng học để thay đổi cuộc sống nha con. Vậy chúng ta không học, không đọc sách, không có kiến thức, không có tư duy thì mẹ con ta vẫn cứ đi tìm tiền, vẫn cứ chạy đi bươn chải kiếm tiền vất rất vất vả, mà cuối cùng ta cũng không giàu có được, và ta cũng chẳng có những giờ phút thư giãn như cái bạn doanh nhân đang ở trên này. Bạn ấy chia sẻ câu chuyện của bạn đấy, từ lương 20 triệu làm không chức nhà nước mà bạn quyết định bỏ để bạn đi tìm một con đường mới này đó, để làm đỡ đấy. Bây giờ bạn đang được tự do tài chính như thế đấy đó. Bây giờ một năm bạn đi bao nhiêu nước đấy, con thấy không, cuộc sống người ta như thế đấy. Thế còn mời cả gia đình đi đấy, còn giúp được nhiều người ngoài xã hội giàu có đó. Thế cho nên cái việc học, cái việc tìm hiểu nó có cái thông tin là rất quan trọng ạ. Đấy. Con đang học Tràng Tay Hóa Vàng rồi. Chúc mừng con nhé. Cố gắng học và cố gắng thay đổi con nhé. Bản thân con thì nên tìm hiểu cái cơ hội về bên tập đoàn Uti mà mẹ đã đồng hành và sở hữu đó. Đây là bây giờ cả mẹ là cổ đông của tập đoàn này đó. Đó. Và mình chỉ có cái đồng tiền tiết kiệm nhỏ của mình, nhưng mình được đồng sở hữu một cái công nghệ mà một nhà khoa học người ta nghiên cứu trên 40 năm con á, mà lại công nghệ giao thông mới, nó là nhu cầu cấp thiết trong ngành giao thông đấy con, nó giải quyết được tất cả những cái vấn nạn về ngành giao thông, nên con tìm hiểu đấy, con mới biết được cái nó tiềm năng như nào. Đó, lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp ấy là công cụ, là bí mật để giúp ta thay đổi cuộc sống. Con mới đi học từ Sài Gòn về, thế là chúc mừng con nhé. Và khi mà em đã vào trong câu lạc bộ, đây đó, là tuyệt vời. Thế con đi học về con thì rút ra bài học cho con đi. Đó. Em đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn, đã hút mẹ em học tư duy triệu phú cách đây mấy năm rồi đấy, gần 10 năm. À không phải gần 10 năm đâu, còn 4 năm. Rất là tuyệt vời ha. 4 năm. Đây, khi mà em vào, hơn 4 năm. Trước khi mà em vào trong câu lạc bộ. Hơn 4 năm rồi. Mẫm mỉm ha. 28, năm nay là 5 năm rồi. 5 năm rồi. Nhưng mà con biết không, học người ta bảo học hành, nhưng mà mình học mà mình không hành, tức là mày học nhưng mà mày không hành. Lúc đấy mày học xong về á, tư duy triệu phú á, xong về lại cứ gấp sách lại đó, rồi lại cứ dùng cái tư duy đi kiếm tiền, kiếm tiền theo cách người nghèo, cách người làm công ăn lương của chúng ta. Và đây là những cái nên kết quả cuối cùng mẹ vẫn là người không có tiền đó. Cho nên học phải hành con nhá. Lần này mày chúc mừng con đã đi học. Thì vì mày hành hãy gọi là chắt lọc lại, nốt lại những cái gì mà trong cái quyển sách đấy đó, mà người ta chia sẻ chỉ một hai câu trong đây thôi. Một quyển sách con chỉ cần nhớ các mẹ là một vài ba câu ở trong cái quyển sách đấy thôi. Và con thay đổi tư duy và con sẽ có hướng đi riêng cho con. Và con phải học cái quyển sách Cha Giàu Cho Nghèo nữa, bởi vì trong quyển sách Cha Giàu Cho Nghèo nó có cái kim tứ đồ á. Mày thấy cái học cái kim tứ đồ là học kim chỉ nam cho cuộc đời mình đấy con. Và mình sẽ biết mình đang ở cái góc phần tư nào trong kim tứ đồ, và mình định vị bản thân mình xem mình đang ở đâu và mình cần đến đâu. Đó, ghê không ạ? Ghê không cả nhà? Rồi. Mình cần đến đâu? Thế là lúc đấy mình có định hướng nhất mình. Đó. Giống như mình đi ngoài đường thôi con, mà không có cái Google nó chỉ đường nhá mình nhá. Thì mình đi mình mất nhiều thời gian và mình sẽ bị lạc đường. Liên tục ha. Con đọc rồi, tuyệt vời quá, chúc mừng con. Thế áp dụng con nhá. Tôi chọn những điều tốt nhất cho tôi và gia đình tôi. Áp dụng để nay mình thay đổi. Bạn chỉ biết không ạ, hiện tại là gì, thu nhập của em, tức là mình không đi đuổi tiền mà bắt tiền nó đi đuổi mình, được không bắt tiền nó đi làm việc thay cho mình, con hiểu không?
mình làm ra mà mình anh chỉ không nói tiết riêng kiệm ở một đây, đây là những cái cái 10% đến 20% cái thu có nhập thể của chia mình. sẻ với cả nhà của mình đó. Quay trở lại Không mình đúng bắt nó không? đi làm việc thay cho Này, mình. Tức mình này đúng dùng rồi, hoặc này được mình đi không đầu ạ? tư À, 2021 để nó tăng trưởng cái đồng tiền này lên cho 2021 đến mình. 5 được không ạ? Em ra quyết định là năm 2022 em sẽ đặt chân Nhưng tới mà mày học Copa trong lĩnh vực đầu Copa tư rồi để con xin nhá. World Cup thì sao ạ? Lĩnh vực đầu Em tư cũng thì phải chỉ tới có cái lĩnh vực Qatar đầu để tư xin cổ World phần Cup. doanh nghiệp tiềm năng được Tuyệt IPO vời ấy, không ạ? là lĩnh vực đầu À, tư mà đó giúp chúng là ta là giàu có, những cái thành công thịnh quen. vượng bền vững nhất. Thì Anh đó đã là làm một được, kênh đầu em tư tin rằng dài em, hạn anh chị cũng sẽ làm được. và ta chỉ góp tiền một Anh từ lần một nhưng cô ta được gái hưởng mãi mãi. xuất phát Đó, điểm ta là nắm giữ được cái gia đình cổ không có phần của được doanh nghiệp. khá giả, Đó, nhưng tức mà được không là ạ? nó một Em cũng không có dạng giỏi, tài em không sản phải là học mà em được không thừa phải là kế cái mua bạn đi bán học, chuyển không phải nhượng em không phải là học viên con xuất nha. sắc, em không phải là học giỏi, Đấy, và còn tìm các mà lĩnh trong vực quá đầu trình tư khác em làm việc thì em không phải là hầu nhân như viên là xuất lướt sắc, sóng nhưng thôi, chủ sao yếu ạ? là lướt Nhưng sóng thôi, những bất động vậy đó sản làm hoặc là cổ phiếu trên khi thị em trường tin chứng rằng anh khoán gì đấy làm là lướt xuất sóng. sắc hơn An nữa. Anh chị hãy Đó, comment cho anh là nó em không làm mang được tính và chất em, bền vững và anh chị và làm nó sự xuất tăng sắc trưởng của hơn nữa nó được không không như cổ ạ? phần doanh nghiệp. À rồi, Tiềm cảm ơn năng chị nhưng rất mà là cổ phần nhiều doanh đã nghiệp cho tiềm năng, nhưng anh con lời nhớ đang là chia phải sẻ trước cái thành IPO, công của tức em để trước truyền khi cảm mà hứng doanh cho nghiệp cả đấy nhà của niêm mình. yết cái cổ phần lên sàn Cảm chứng ơn cả khoán. nhà của mình rất là nhiều. Rồi vô cùng tuyệt Thôi vời luôn ha, cả nhà mình thấy tuyệt vời mẹ không con ạ? ta nói chuyện Bao nhiêu xong ca nha, chị bây giờ thấy câu chuyện của nhân dân giỏi rất là truyền cảm hứng tất cả các anh chị ạ. nghe Và các anh chị cái hãy gọi là cảm ơn này nhân đi. dân giỏi ngày hôm Mẹ nay đã cũng đến mới được đây để một có người thể chia bạn chia sẻ với sẻ cả cho các mẹ anh chị được của mình, nghe thôi, nghe thì để cũng như mình giúp khai các anh mở chị cái được tư thay duy đổi của rõ mình ràng là thêm gì ạ. thôi. À, Khai mở tư mỗi duy của mình thứ mà thêm và chúng mình ta được có học ngày hôm hỏi nay một một nó cái lớn gì bằng ở cái hướng trong định của cái chúng ta, buổi và trong mỗi này. sự thành Mẹ công cũng thì vào nuôi hơi cho muộn chúng tí ta là tạo vì ra một trong kết quả cháu mới. Và đương nhiên rồi, cái nhưng hành trình để mà các anh chị kiến tạo ra một kết phải quả phục vụ mới cho thì chúng cháu. ta cần phải có được một Ơi cái tấm cháu gương, cháu có triệu được cái điệp người xinh cho đẹp mình đứng, nha, triệu phú đô à, và la có được Uti một cái nha. hành nhìn đúng các anh chị ha. Và chính những cái bài học này đó là một trong những cái Tuyệt nền vời tảng quá. giúp cho các anh chị có thể Cháu thành Điệp công trong cuộc ơi, sống của mình. nay có cái Và buổi chúng ta Zoom hãy cùng nhau gửi này lời cảm ơn và hãy cảm được ơn giỏi ngày hôm nay người đã bạn gửi lên cho đây để cô chia á, sẻ với tất cả các anh chị của là mình các anh cũng chị. là về tư duy Vậy khi mà các anh chị để người ta nghe được giúp cái cho hành mình trình có thành một công cái nguồn có tư duy để mà của có tạo những ra cái cái thành nguồn thu công, nhập thụ động, thì cho Vi hỏi thì rằng cô là các anh thấy chị cũng sẽ rất làm giá gì cho trị ý cái nghĩa tương nên là lai của các cô anh vào chị, nghe cho và cái được cuộc cô sống của nghe các được anh chị ngay một lúc một này vài ngay lúc bây rồi giờ. cô thấy hay Chúng ta sẽ làm gì đây các anh chị, giúp cho mình và có sẽ thêm làm kiến gì thức cho cái trong tương cuộc lai của sống mình nên cô trong năm like để cho mọi người vào 2023 này? nghe Các anh chị sẽ làm đó gì, anh và nghe trong 3 năm nữa các anh chị sẽ trở thành ai, các anh chị đó sẽ có kết quả gì, 5 năm nữa, 10 năm đó. nữa, thì trên Thì giờ cái cô cháu nền mình tảng nghe thì và cô cũng cháu như mình có trên thêm bước kiến thức đường để để ta tiến đến cái sự áp dụng thành trong cái công, công việc và của cũng như lan giúp cho tỏa các anh giá chị có trị thể equity đạt của được những ta điều mà các anh chị và giúp muốn, cho để mà các anh chị có thể mọi tự người hào với ngoài chính bản kia thân của mình, thay đổi để cuộc chúng ta sống có thể thắng trở cháu thành một nghe. trong những cái người mà có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người các anh chị. À, bởi vì cái thành công của chúng ta đó nó không chỉ riêng về mình nữa, mà cái thành công của mình đó là gì ạ? À? Đó là các anh chị là một cái nguồn cảm hứng, là một trong những cái người truyền động lực và cũng như giúp cho nhiều người thấy rõ hơn cái con đường. Bởi vì các anh chị biết rằng là giống như bản thân của Vi, Vi thấy mình thật là may mắn khi mà mình biết đến câu lạc bộ Trạm Tà Hóa Vàng, và mình rất là may mắn bởi vì được cái sự dẫn dắt và sự học tập được trong câu lạc bộ, và ngày hôm nay thì Vi đã có thể tạo cho mình một cái nền tảng thành công, và chính vì điều đó thì Vi đã có thể truyền cảm hứng cho gia đình của mình. Sau Mình khi và thấy con được thấy cái con sự trưởng nha, thành của mình, và ở bên cạnh của mình mẹ chưa về à, Việt nuôi Nam dưỡng con mình, ạ. nhưng mà Sao gì ạ, mẹ chưa về Việt ba Nam? mẹ mình cũng không có Tháng tin rằng các anh chị, năm cuối và tháng khi mà năm Vi nói về trở thành người âm hay mẹ là mới đi về, đi tức hành là trình tháng nào bảy đó dương. trở thành triệu phú là mình bị la quá trời đúng không đó, rồi kêu về quê đi xin cho công việc làm ở xã. À, các anh chị ha, à, Mẹ vậy đấy, cảm mà ơn xin việc con. cho vậy Mẹ đấy. con mình Các cứ anh chị khi mà Vi đúc thì qua mà các online anh này chị là alo lần người lần ta cũng đó, bởi vì không có tin mà mình chia làm sẻ được được các cho anh chị nhau, cũng làm việc đó. được, cũng kết Và ở đây thì cũng 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 trao đổi chúng được ta đừng hy vọng rằng ai đó sẽ con tin mình, mà chúng ta phải là cái người tin mình các á. anh chị. Vậy cho Vi hỏi trong nhân ở đây, bao nhiêu các anh chị tin rằng mình có thể trở thành người thành công và tạo ra cuộc sống ngoại hạng của chính mình thì các anh chị Điệp comment. ơi chia sẻ, Bye. Triệu Điệp xinh đẹp ơi, cháu chia sẻ cho mọi người bạn bè cùng nghe nha.
cái công việc này nó hay ai là cái người sẽ tin mình con đó là mình. Mẹ đi sang bên này mẹ cứ làm việc là bình thường. Cái người truyền động lực cho mình. Chỉ có tức là mình ở trong một cái cộng đồng quốc tế là cái người thiết nữa. Kế cho cái con đường thành công cho mình cũng chỉ có mình mà thôi. Đi dự tàu nhưng mà vẫn tạo ra thu nhập cho mình. Phải tự rất hay luôn. Các anh chị ha, phải tự bước đi. Phải tự vươn lên. Mình yêu công việc, mình đam mê công việc và mình mong muốn giúp đỡ những người bạn bè, những người ngoài xã hội để bớt khó khăn, có cuộc sống tốt hơn là mình làm được. Con á? Mà chúng ta làm để nó mở rộng ra và mọi thứ nó sẽ phát triển theo cách mà chúng ta muốn. Bạn Điệp xinh đẹp ở Buôn Ma Thuột đấy. Bạn Điệp cũng là một một bạn kinh doanh về lĩnh vực bất động sản đấy. Đây là một trong những cái điều đa phần lúc đầu bạn của bạn Kiều Điệp chia sẻ, bạn Điệp cũng không tìm hiểu đâu. Và anh sau này thấy bạn của mình làm ăn phát triển, làm việc để phát triển và giúp đỡ rất nhiều người có cuộc sống tốt hơn nên bạn Điệp mới tìm hiểu đó. Đúng không? Khi tìm hiểu rồi thì bạn Điệp rất yêu công việc này, rất yêu cái cơ hội này. Và bạn Điệp đã tìm thời gian 100% trong lĩnh vực này rồi đó. Nào là đợi lập gia đình đi, đúng không? Cái lập gia đình xong chưa gì hết, cái có một đứa con, cái bắt đầu đợi con lớn. Cái con lớn thì tới đợi con đi học. Cái con đi học xong cái giờ nó đợi học xong giờ nó đòi lấy vợ lấy chồng mất tiêu rồi. Rồi bắt đầu lo cho con lấy vợ, vừa lấy vợ lấy chồng 2 năm để gần cục nữa. Rồi tiếp tục lo cho cháu. Rồi đợi khi nào các anh chị ơi? Khi nào các cái anh chị sức mạnh tiềm thức là sức mạnh nó gọi là khi nào chúng nó ta thực sự không thành hạn các con. Anh chị ơi? À. Khi nào ạ? Nó rất khi mà lớn ở trong mình nhưng mà giờ, chẳng qua mình không chưa biết để mà khai phá nó thôi. Bởi vì các anh chị tiềm thức chờ đợi sức mạnh nó giúp chúng ta là các chị ha. Bởi vì luôn luôn hết là chặng thành công này tới chặng đường khác, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bứt phá và thành công đấy con ạ. À, và mọi thứ liên tục phát triển nên là các anh chị đừng đợi nhé. Tại vì nổi bên ngoài á là mình nhìn một con người bình thường như thế nhưng mà khi mà cái con người đấy mà cái sức mạnh tiềm thức người ta được phát huy á thì không nói hết đâu. Trưởng thành lên, lớn lên, mở mang nhận thức mình lên, mở mang tầm nhìn của mình lên, mở mang kiến thức của chúng ta ra, phát triển được năng lực giá trị nội tại của mình và năng lực nội tại của mình để có thể làm chủ cuộc đời của mình. Và các chị có sẵn sàng chưa? Các chị sẵn sàng để có thể trở thành một doanh nhân chạm tay áo vàng? Các chị có sẵn sàng để trở thành một cái người truyền cảm hứng? Các chị có sẵn sàng để trở thành một cái người tạo giá trị cho cuộc đời? Các chị có sẵn sàng để trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình để sau này chúng ta có cái chúng ta hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chúng ta, truyền cảm hứng lại cho thế hệ sau này của chúng ta mà cho rồi. Con mình, cho cháu mình, cho đúng thế rồi. Hệ sau này. Chính bởi xác. Vì sao? Mẹ làm được, ba làm được, con làm ông được, ông làm được, ba làm được. Vậy con cũng phải làm được. Tự hào không các anh chị? Tự hào không ạ? Và cho Vi hỏi bao nhiêu các chị sẽ có mặt trong chương trình doanh nhân chẳng tài hả bạn? Ngay bây giờ, ngay lúc này thì các chị comment tôi ạ. Tay hoa vàng. Tôi. Đăng ký ngay lập tức các anh chị. Số lượng có giới hạn nên là các anh chị chúng ta đăng ký lập tức để giữ vé ha. Nên là những anh chị nào thật sự khát khao và các anh chị mong muốn, chúng ta chỉ có một con đường, chỉ có một lựa chọn, đó là thành công và giàu có thôi. Thì hãy đăng ký ngay lập tức cho những anh chị em nhóm trưởng. Và để chúng ta có được cái tấm vé được tham gia vào chương trình doanh nhân chạm tay áo vàng. Và chính vì chương trình này nó đã giúp cho Vi. Và khi Vi thành công thì ở đây các anh chị, mỗi ngày Vi đều hỗ trợ cho gần 2000 anh chị. Tuyệt vời không các anh chị? Khi mà các anh chị thành công thì nó không phải là câu chuyện của riêng mình nữa, mà khi các anh chị thành công thì các anh chị có thể truyền cảm hứng cho rất mình nhiều chia sẻ người. Cho mọi người cùng và trong buổi tối ngày hôm nay like gần 2000 anh chị có mặt đây. Các anh chị có mong muốn điều đó không ạ? Có mong muốn điều đó không cả nhà mình ơi? Và nếu mà chúng ta mong muốn điều đó, chúng ta muốn mình trở thành một cái người có giá trị, mình muốn trở thành một cái người có tạo ý nghĩa cho cuộc đời này và cuộc sống của mình nó có giá trị thật sự, thì hãy bắt đầu với những cái gì mà chúng ta đang có ngay lúc này, ngay bây giờ. Hãy sẵn sàng đi ạ. Khi mà các chị biết chính xác mình là ai thì thế giới này sẽ biết các anh chị là ai. Được không các anh chị? Được không ạ? Ai phải với chính mình mà nói tôi là người thành công giàu có các anh chị. Và tôi là doanh nhân chạm tài hóa vàng.
và hãy cho tất cả chúng ta một tràng tay các anh chị ha. Vô cùng tuyệt vời luôn. Và có ngày hôm nay Vi vô cùng hạnh phúc và biết ơn được đồng hành với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn Chủ tịch Trịnh Huy, Chủ tịch Minh Chiểm đã tạo ra một môi trường vô cùng tuyệt vời để giúp cho chúng ta có được một cái nơi để học tập phát triển. Cảm ơn tất cả những anh chị nhóm trưởng đã tạo ra những cái điều kiện để cho tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng như hãy cảm ơn những anh chị em hỗ trợ các anh chị đã giúp cho các anh chị biết đến cái môi trường tuyệt vời như thế ha. Và chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa và cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển trong chương trình Doanh Nhân Trạm Đá Vàng để có thể tiến đến cái hành trình thành công của chính mình các anh chị. Và bây giờ thì Vi xin phép kết thúc cái buổi chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay đây. Và hẹn cả nhà của mình vào sáng ngày mai trong cái Zoom học tập cùng với nhóm của mình các anh chị. Và cảm ơn tất cả các anh chị của mình rất là nhiều. Và hãy nhớ nhắn tin ngay cho nhóm trưởng của mình để mà chúng ta kịp đăng ký để có mặt trong chương trình gì ạ? Doanh Nhân Trạm Đá Vàng. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị. Và bye bye, hẹn gặp lại. Trời ơi, tiếc quá, hết mất rồi. Hết mất rồi con nè. Nghe hay quá. Nghe người thành công chia sẻ là rất rất hào hứng, rất tuyệt vời luôn. Đúng không? Khi người ta thành công rồi là người ta có năng lượng lắm. Và người ta muốn chia sẻ cái thành công của người ta cho nhiều người cùng biết, cùng thành công. Đó. Quan trọng là mình có tư duy, có tầm nhìn để mà học theo người thành công hay không. Việt Nam ơi, sống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố lạc lòng quân, cùng trăm con xây đường. Rất mạnh, điểm tích thật là dù vĩ diệu mẹ ạ, đúng rồi. Nó cực kỳ vĩ diệu đấy. Qua kiên dũng đời ông cha, con nói đúng. Tuyệt vời, mẹ cũng rất vui khi con đã học và đã thay đổi tư duy. Chúc mừng con nhá, sao nhá. Bây giờ chỉ việc học rồi, hiểu rồi, có tư duy rồi, phải hành con nhá, phải hành động con nhá. Hành động thật mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống và giúp cho tương lai con em của mình sau này nó cũng có cuộc sống tốt hơn, và đồng thời giúp những người bạn bè và những người ngoài xã hội để người ta cũng thay đổi tư duy và có cuộc sống tốt con nhá. Trồng một cây đức thả sức mà ăn, mình giúp được một người thay đổi cuộc sống là mình có phước sau này cho con cái mình đấy. Đó, gieo hạt mà, gieo mình đi gieo hạt thiện lành đấy, quy luật nhân quả đấy. Người ta bảo luật gì cũng lách được, chỉ có luật nhân quả là không thể lách được con ấy. Đấy, cái này là sống tốt, làm việc tốt và nói lời tốt và hành động tốt. Đó. Là mình giúp cho mọi người, nhưng đang chính là giúp cho bản thân mình. Ok con, cảm ơn con nhiều. Chào cổ đông Bình Đới nhá, một cổ đông rất là tiềm năng, rất là VIP ở Thanh Hóa. Đó. Con chào mẹ à, con thoát like à? Sao con nghe nữa đi, tí nữa mẹ xong cái chương trình này mẹ sẽ giao lưu chia sẻ với con và mọi người về cơ hội của tập đoàn Uti về công nghệ giao thông thông minh đột phá trên không của ngài chủ tịch Anatoly Chonitsky. Và tí nữa nhá, mẹ sẽ mời tí nữa con ở đấy. Chào bạn Thôi Kệ nhá. Chào bạn Thôi Kệ nhá. Cảm ơn bạn đã vào live stream nhá. Của Cô Lượng nhá, của Nguyễn Lượng nhá. Bạn Bình Đới này ở Thanh Hóa này là cổ đông VIP của tập đoàn UIT, và bạn là rất là đam mê, và bạn vừa đi sang tham quan công viên thử nghiệm trình diễn công nghệ thử ở Ra Sa Dubai vừa về. Tí nữa sẽ em Bình nhá, tí nữa chị mời em lên để giao lưu chia sẻ những cảm nhận và những trải nghiệm của em ở
công trường Gia Sa Dubai của tập đoàn Coty nhá. Và những giá trị của công nghệ của tập đoàn mình nhá. Để giao lưu với mọi người cho vui nhá. Ơi. Các bạn chào Phương Đoàn nhá. Các bạn Phương Đoàn nhá. Các bạn vào và các bạn sẽ chia sẻ cái buổi live này. Buổi live này đi. Để chúng ta cùng giao lưu chia sẻ những thông tin của tập đoàn Uti và công nghệ Osakai để chúng ta lan tỏa cái giá trị yêu thương này ra cộng đồng, giúp cho mọi người cùng biết đến tập đoàn Uti, biết đến một nhà khoa học, một vĩ nhân, một thiên tài của thế giới là ngài Anatoly Yunitsky, là chủ tịch tập đoàn của Uti của chúng ta. Đó. Và để giao lưu với các anh chị em, chị Lượng mời em Bình Đới nhá. Em Bình sẽ lên đây chia sẻ cho mọi người được nghe về cảm nhận của em qua chuyến Dubai nhá. Qua chuyến tham quan công viên trình diễn ở Dubai nhá. Họ không thể dẫn ra viên bàn trực tiếp của bạn vào lúc này. Sao chị mời, em đã nhận được lời mời của chị chưa? Em Bình, em comment cho chị Lượng biết với. Chào cô Lượng, rồi chào cô, chào cháu Phương Đoàn nhá. Cảm ơn cháu đã vào livestream của cô. Và cô, bây giờ cô đang ở Toronto, Canada. Bên này bây giờ đang buổi sáng 10 giờ sáng. Còn bên Việt Nam mình chắc bây giờ là 10 giờ tối đúng không ạ? Cũng tương đối muộn nhưng mà có cái buổi Zoom tư duy của gọi là chia sẻ về tư duy và của người thành công, nên cô vào live để cho mọi người cùng nghe, nhưng mà buổi Zoom nó ngắn nên là kết thúc rồi. Thì bây giờ cô cháu mình và mọi người ta giao lưu về công nghệ của Uti nhỉ. ta chia sẻ và ta lan tỏa giá trị công nghệ Uti này. Chị mời em Bình, sao không được nhỉ, sao không gửi lời mời được hả? Sao do máy của em Bình hay là sao, hay là em Bình thoát rồi? Em Bình ơi, cô mời cháu Phương Đoàn nha. Cô mời cháu xem có được không. Cô mời bạn Bình, em Bình Đới mà lại không mời được. Sao này, sao nó không cho mình mời lúc này nhỉ, do lý do gì nhỉ? Đó, cô gửi lời mời mà sao nó máy nó cứ bảo là không thể thêm, họ không thể tham gia phiên phát trực tiếp của bạn vào lúc này. Ôi, ok không mời được thì cô cháu mình chia sẻ. cô sang bên này để trông cháu, nhưng mà rất tuyệt vời, thú vị là công việc của mình thì ở nơi đâu mình cũng làm được, gọi là mình có cái văn phòng ở trong túi quần đúng không. Cái văn phòng trong túi quần, cứ tút cái văn phòng ở trong túi quần ra là mình chia sẻ, mình gặp gỡ được anh em bạn bè và mình chia sẻ được cái cơ hội để mà chúng ta cùng nhau để chúng ta tìm hiểu và chúng ta cùng nhau để chung tay góp sức để chúng ta cải thiện môi trường. Và cái vấn đề ô nhiễm môi trường bây giờ là nó biến đổi khí hậu là nó vô cùng trầm trọng rồi. Chúng ta vừa chứng kiến những cái do thiên tai, do lũ lụt hoặc là do Covid. Đấy là nó nguyên nhân nó xuất phát từ cái vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Và cái nạn kẹt xe tắc đường,
nạn kẹt xe tắc đường cũng là một bài toán không có lời giải từ trước tới nay cho ngành giao thông của Việt Nam mình cũng như trên toàn thế giới, đúng không? Và cái vấn đề về nghiêm trọng hơn nữa đấy là vấn đề về tai nạn giao thông, tai nạn chết người, nó kinh khủng quá. Từ hồi ra tiếp giờ cô đã được đọc trên báo chí thấy ở Việt Nam mình tai nạn nó quá nhiều, quá đau thương, quá đau lòng. Nhưng mà nguyên nhân chính là do tài xế, nguyên nhân chính cũng là do tài xế và mất là gọi là không mất sự quan sát, thiếu sự quan sát, thiếu sự tập trung, và nguyên nhân là gây ra các cái vụ tai nạn lớn, chết thiệt hại hàng chục người trở lên đấy là do các tài xế không tay lái của các tài xế đấy, thì nguyên nhân chính là con người, vì đấy mà gây ra cái tai nạn nó quá đau lòng đau thương. Và khi mà cô Lượng tìm hiểu đến cái công nghệ của nhà khoa học Anatoly Yunitsky á, là công nghệ U-Sky, đấy, công nghệ giao thông dây trên cao, là gọi là giao thông cấp 2. Đó, còn bây giờ giao thông của mình đang sử dụng hiện tại là giao thông cấp 1 và giao thông cấp 3 đấy là máy bay. Còn giao thông cấp 2 thì nó đi bằng dây đeo trên cách mặt đất 15 đến 20 mét. Mà nó không sử dụng xăng dầu mỡ, tức là nó không thải ra khí thải độc hại, không làm ảnh hưởng đến môi trường, nó bảo vệ được cái thiên nhiên. Chào MC nha, chào Long Lên Na nha, chào MC nha. MC cũng là một cổ đông, và MC là hai vợ chồng sống ở Nga về gần cái nôi của công nghệ mình đấy. Và khi em về nước thì cũng được Lượng chia sẻ, và em cũng đã, hai vợ chồng cũng đã tìm hiểu và quyết định làm cổ đông, và nay cũng là thấy giá trị của Uti tốt nên cũng đang làm đối tác, chương trình đối tác để chia sẻ và giúp đỡ nhiều bạn bè. Và em sĩ cũng giúp được bạn Tuyết là người Ninh Bình của ta đang ở bên Nga. Thế là bạn Tuyết cũng là khi cảm nhận được cái giá trị đấy thì bạn Tuyết cũng đã góp vốn cùng với nhà khoa học, cùng với tập đoàn, và bạn Tuyết cũng đang lan tỏa giá trị yêu thương của Uti ra cộng đồng. Thì chúng ta cùng nhau, khi chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta biết được cái giá trị to lớn mà Uti mang lại cho cộng đồng, cho xã hội. Nó giải quyết tất cả những cái vấn nạn về ngành giao thông cho toàn cầu. Chào O Tính nha. O Tính cũng là một cổ đông rất tâm huyết với dự án Uti và công nghệ U-Sky của mình. Và do có hoàn cảnh, cho dù hoàn cảnh cũng rất vất vả, nhưng mà với niềm tin và với tầm nhìn hiểu biết, ông cũng đã góp vốn về tập đoàn, đã mấy gói rồi và bây giờ đang trả góp 2 gói. Chúc mừng O nhá. Lâu nay O vẫn khỏe chứ, Lượng đang ở Canada O ạ. Và tối nay ở bên này là buổi ngày cho nên Lượng đang vào livestream để tâm sự nói chuyện với mọi người về cơ hội Uti. Bởi vì khi Lượng tìm hiểu, Lượng thấy nó công nghệ này nó giá trị, nó nhân văn. Và cái tính pháp lý của tập đoàn thì nó minh bạch rõ ràng. Đó. Khi mình tìm hiểu một tập đoàn, mình tìm hiểu về ngài chủ tịch là con người có đủ những cái phẩm chất của một người lãnh đạo. Đó là có tâm, có tầm, có tài, có trí và có tiền. 5 chữ T rồi anh chị ạ. Ngài chủ tịch của mình đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Và khi học về tiểu sử của ngài chủ tịch của mình á, Lượng cảm động, cảm xúc không kìm nén ở trong lòng được. Bởi vì ngài quá vất vả, quá hy sinh. Và ngài đã nghiên cứu hơn 40 năm, dành hơn 40 năm, dành hơn nửa cuộc đời, dành cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho một cái sứ mệnh. Đấy là nghiên cứu công nghệ U-Sky để mà giải cứu hành tinh, giải cứu mẹ thiên nhiên và cứu vớt cái thế giới này. Đó. Ngài vất vả, hy sinh quá nhiều mà để hôm nay có một công nghệ mới nó ra đời, nó đáp ứng, nó giải quyết tất cả những cái vấn nạn cho ngành giao thông trên toàn cầu. Đó.
thì mình tìm hiểu kỹ và mình biết được cuộc đời của Ngài rất vất vả, mà Ngài không phải làm vì tiền, mà vì một sứ mệnh là cứu nhân loại, cứu môi trường. Đấy, thì trong quá trình Ngài nghiên cứu công nghệ thì Ngài gặp rất nhiều là khó khăn, vất vả, và đến 7 lần các tổ chức thù địch người ta đã cướp công nghệ của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn là kiên trì, kiên định với cái mục tiêu của Ngài, với cái sứ mệnh của Ngài. Và đến hôm nay chúng ta là những người may mắn được đồng hành, đồng hưởng, đồng sở hữu công nghệ với Ngài nghiên cứu trên 40 năm. Với một chút tiền tiết kiệm nhỏ của chúng ta, ví dụ như 1.2 triệu, 1.2 triệu hoặc 2.4 triệu, chúng ta cũng trở thành một cổ đông, một nhà đồng sở hữu công nghệ với một cái công trình ông nghiên cứu trên 40 năm. Đấy, Lượng cảm thấy mình là rất vinh dự, rất tự hào và rất hạnh phúc khi mà Lượng tìm được cái tập đoàn này, Lượng gặp được cái cơ hội này, tìm được cái tập đoàn tiềm năng này. Đó, và khi mình đã chọn, mình quyết định chọn góp vốn với tập đoàn và tìm hiểu kỹ thì Lượng thấy là một tập đoàn đầy đủ 10 tiêu chí để chúng ta cùng là chung tay để góp vốn vào đây cùng với Ngài, là sớm có nhiều vốn để cho Ngài cùng là tập đoàn để nhanh chóng đưa cái công nghệ này ra thương mại toàn cầu. Bây giờ chỉ có 1.200.000, mình cũng là góp được về tập đoàn, và 2.4 triệu cũng được, nên Lượng có nghĩ là các anh chị em, những người đã là cổ đông, cháu chào mừng, chúc mừng khỏe mạnh và thành công. Ôi, cảm ơn cháu nhiều nhá, cảm ơn cháu nhá, bà cháu nhiều nhá, cảm ơn bà cháu của O Tính nhiều nhá, cảm ơn O nhá. Và 2.4 triệu cũng là trở thành cổ đông của tập đoàn. Lượng nghĩ là chưa có, từ trước tới giờ Lượng tìm hiểu vào đây, Lượng tìm hiểu lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp thì chưa có cái tập đoàn nào mà nó khổng lồ, nó tiềm năng như tập đoàn UTI, mà lại cho mình góp vốn từ những cái đồng vốn nhỏ nhặt như thế. Thì Lượng cảm nhận đây là một cơ hội vô cùng là tuyệt vời, nên Lượng quyết tâm tìm hiểu kỹ. Và khi đó là Lượng sẽ đốt thuyền, tức là đốt nghỉ công việc cũ. Hai công việc cũ của Lượng đang đồng hành thì cũng là có thu nhập tương đối, nhưng mà Lượng quyết định dừng hẳn, dành thời gian tìm hiểu kỹ về tập đoàn, về pháp lý, về tất cả một gọi là xu thế xã hội, rồi tất cả mọi cái, để xem cái công việc này có mang lại cái giá trị cho mọi người không, cho mình không, cho xã hội không. Thì sau khi tìm hiểu, Lượng thấy đây là một công việc gọi là lợi người, lợi mình và lợi chúng sinh. Thì Lượng đã dừng và bắt tay làm đối tác với tập đoàn quỹ The World Community, là tập đoàn gọi quỹ, gọi vốn cho tập đoàn UTI. Mình là cổ đông của tập đoàn UTI, nhưng là đối tác của tập đoàn quỹ The World Community. Đấy là một cái tập đoàn gọi vốn cộng đồng. Tập đoàn quỹ mà gọi vốn theo hình thức crowdfunding là gọi vốn cộng đồng. Đấy, người ta gọi vốn cộng đồng tức là những đồng vốn nhỏ lẻ. Bây giờ Lượng đi chia sẻ, có người thì người ta cảm nhận ngay. Ví dụ như O Tính này, O rất có niềm tin với Lượng này. O bảo là bây giờ O chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ, nhưng O tin tưởng vào Lượng nên O góp vốn. Và O quyết định góp vốn. Và góp nhiều gói rồi, 4-5 gói rồi. Và chắc chắn tương lai O sẽ góp tiếp, bởi vì đây là con đường để giúp cho mình làm, người ta gọi đây là cơ hội độc đáo để tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Đúng không anh em? Đúng không anh chị em? Và mình đóng góp vào một tương lai an toàn và thân thiện môi trường. Đó. Và công nghệ này nó đang được xây dựng ở UAE, Dubai.
Và Lượng đã tận mắt là nhìn thấy cái vận tải đường dây hoạt động như thế nào ở Eco Techopark. Tức là các bây giờ mình nhìn các cổ đông của mình đi sang tham quan tập đoàn này, quay cho mình này, phát trực tiếp cho mình, tức là giúp mình tận mắt nhìn thấy đấy đấy. Đó. Mình nhìn thấy đấy. Rồi. Thì và công nghệ này cứu sống 1 năm 1,5 triệu người khỏi chết về tai nạn trên toàn cầu. Và 10 triệu người khỏi bị tàn phế về tai nạn giao thông. Đó. Và nó đặc biệt không có khí thải độc hại, nó chạy bằng năng lượng điện và năng lượng ánh nắng mặt trời. Đó. Và loại trừ yếu tố người lái nên nó hạn chế được cái vấn đề tai nạn. Và cái đường ray nó chạy ở trên cao, nó không có giao toa cắt đi lại với các những cái loại. Giờ mình đang được mua với cái giá ưu đãi quá rẻ. Đó, quá rẻ. Và sau này khi tập đoàn mà thương mại ra toàn cầu á, thì tập đoàn phát triển lên cái cổ phần này thì nó được tăng giá lên bởi vì uy tín tập đoàn. Ơi, chào anh Trọng Hòe nha. Anh Trọng Hòe nha. Lâu ngày anh khỏe không ạ? Cảm ơn anh đã bảo live team của Lượng nha. Lượng đang ở bên Canada, nhưng bên này là buổi sáng và Lượng bên mình thì buổi tối. Nhưng Lượng vào live team để chia sẻ những cái gì mà Lượng đã nhận được, và Lượng được sở hữu nó và cảm thấy nó tuyệt vời quá. Thì Lượng đang chia sẻ và lan tỏa cái giá trị của nhân văn của tập đoàn UTI, tập đoàn giao thông vận tải cấp 2 toàn cầu. Cha đẻ của công nghệ của tập đoàn là nhà khoa học Anatoly Yunitsky. Và nhà khoa học ông có ngày sinh vào ngày 16 tháng 4 năm 1949. Năm nay ông đã gần đến ngày sinh nhật của ông rồi đấy. 16 tháng 4 là ông tròn 74 tuổi. Nhưng khi Lượng tìm hiểu và được học á. Chào em Bến nhá, chào cổ đông Bến nhá, cổ đông tiềm năng ở Hà Tĩnh, ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Em Mến tuyệt vời quá. Lâu lắm nên giờ chị em mình lại được gặp nhau đúng không em? Chị đi đang sang con ở Canada em Mến ạ. Và bên này đang là buổi ngày, còn buổi sáng, còn bên mình là buổi đêm. Để chị vào live stream để nói chuyện với anh em bạn bè. Giúp. hello em. Tuyệt vời nhá cả nhà nhá. Anh chị em đang ở trong live stream của Lượng, hãy chia sẻ cái buổi live này ra tường Facebook của mình. Bạn bè của mình để cùng được giao lưu nhé. Mình giao lưu chia sẻ tìm hiểu thôi. Còn
cái gì thì tất cả những cái gì được cho là mình tự quyết định. Thế à, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, cảm ơn em. Đúng là tuyệt vời quá em ạ. Khi chị em mình biết được tập đoàn UT mà sở hữu được cái cổ phần giá trị ở UT thì là đúng là quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Và em mến là một người nhá, ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, và chỉ gặp được một lần ở năm 2020 ở Hà Nội. Hai chị em đi ngoài đấy và nghe thấy Lượng thì nghe thấy tiếng người ở trong mình á. Lượng xin số điện thoại và hai chị em kết bạn Zalo. Và sau đó về thì dịch bệnh, dịch Covid nên là giãn cách xã hội, không đi ra ngoài được. Và khi Lượng nắm bắt được cơ hội UT thì Lượng quyết định để đồng hành và sở hữu, thì Lượng thấy tuyệt vời quá. Và cũng là chia sẻ trên Mexico và trên Zalo. Và em biến là một người có tầm nhìn, có hiểu biết. Và em đã nắm bắt cơ hội và chủ động gọi cho Lượng đấy. Gọi cho Lượng và Lượng nhờ Lượng tư vấn thì em đã quyết định góp vốn về tập đoàn và sở hữu cổ phần của tập đoàn. Và chúc mừng em cũng đã sở hữu được một số lượng cổ phần là tương đối lớn. Đấy. Chào Nguyễn Thanh nha. Chào Nguyễn Thanh nhá. Chào các bạn nhá. Chào các em nhá. Thế là bây giờ em mến á, đã sở hữu, em mến vào đúng cái thời điểm. Và em mến đã ghi danh cho cả nhà đấy đấy. Ghi danh vào bảo tàng lịch sử trên đấu trường quốc tế cho cả nhà rồi. Tên tuổi, hình ảnh của mình vào đấu trường quốc tế. Và trong khi gói vinh danh á, thì mình lại được sở hữu cái giá chiết khấu cổ phần nó cao, nó rẻ. Đó. Cơ hội đấy đã giúp cho em mến sở hữu được khối lượng cổ phần tương đối lớn. Mà thường nói với mọi người là 1 triệu cổ phần là 1 triệu đô. Thế bây giờ chúc mừng em mến đã có mấy triệu đô trong tay rồi nhé. Mà bây giờ mấy triệu đô đấy là giá định của là Ủy ban Hoạch định Tài chính Thế giới. Đó. Và có con dấu cốp ở trên giấy chứng nhận cổ phần. Nhưng mà vài 3 năm sau tập đoàn niêm yết cái cổ phần này lên sàn chứng khoán. Lúc mà IPO đấy, nếu như giá cổ phần nó, cái lực đòn bẩy của nó mà nó tăng lên 10 đô một cổ phần thì tài sản của em bến sẽ gấp 10 lần. Đó. 10 lần nhá anh em nhá, nó xn 10 lần. Cổ phần doanh nghiệp là nó vi diệu lắm. Lượng tìm hiểu rất kỹ rồi. Chào em Sen nhá. Em Phan thì Sen cũng là một cổ đông VIP nhá. Đấy, cổ đông này vào một lúc lần 4 thành viên trong gia đình luôn. 4 thành viên trong gia đình luôn. Chạy sữa mưa đưa chứng minh đến căn cước đến cho nhà, tại nhà Lượng để làm tài khoản. Và phải chạy đi chạy về. Bởi vì lúc đây có cái quà Tết ngài chủ tịch tặng cho cổ đông 55 tuổi trở lên, mà trong khi đưa chứng minh căn cước của chồng sinh năm 67 mà xuống tính ngày sinh nhật nó lại không đủ 55 tuổi, nên lại phải chạy về đi lấy chứng minh của bố. Đấy, anh chị thấy em cảm ơn chị rất nhiều, chị đã cho em cơ hội phải nắm ngay. Chị nhỉ, đúng rồi em. Em mến có tư duy, có tầm nhìn rất tốt, đúng rồi. Đã cơ hội chị em mình đã biết nhau thì cái gì theo quan điểm của chị Lượng, của Lượng á, thì cái gì tốt mình sẽ lan tỏa và mách cho nhau, còn không được bao giờ mình làm hại nhau. Mà mình làm hại người khác chính là mình đang làm hại bản thân mình, và mình bán rẻ đi cái danh dự, cái uy tín của mình thì mình không làm được cái gì hết. Và Lượng đã nói với mọi người rồi, luật gì cũng lách được, nhưng chỉ có một cái luật duy nhất không lách được trong cuộc đời của mình, đấy là luật nhân quả. Mình gieo hạt gì thì mình sẽ được quả đấy. Mình gieo hạt thiện lành thì mình sẽ nhận được quả ngọt, đúng không? Và mình cứ đi giúp đỡ, cứ đi lan tỏa, cứ đi giúp đỡ, cứ đi lan tỏa đi. Cứ cho đi, cứ cho đi, cho đi rồi mình sẽ nhận được. Chào Hương Lương nha. Chào bạn Hương Lương nhé. Cảm ơn bạn đã vào buổi live stream chia sẻ của Lượng nhé. Thì mình cứ gieo duyên, mình cứ giúp đỡ đi. Hôm nay mình giúp người ta chưa biết, người ta có thể là trách móc mình, cho mình là lừa đảo, cho mình thế này thế kia. Mình cứ vui vẻ đi, bởi vì mình hãy thông cảm và hãy đồng cảm với cái người đối tác của mình đi, bởi vì người ta chưa được hiểu. Khi người ta mà hiểu ra, mình giúp người ta mà hiểu ra, người ta nhận ra được cái giá trị to lớn ở tập đoàn UT, và tuyệt vời là cái giá trị nhân văn mà công nghệ UT mang ra, là
cho xã hội để nó là giải quyết triệt để tất cả những cái vấn nạn về ngành giao thông. Đó. Và trong khi giải quyết được cái môi trường, giải quyết được cái ùn tắc giao thông, giải quyết được cái vấn đề không có tai nạn, thì bạn lượng nghĩ là bản thân mình cũng đang ở trong cái môi trường đấy, mình con mình cháu mình cũng ở trong môi trường đấy. Thì khi mà giải quyết được thế, có phải là không riêng gì bản thân mình mà những người ngoài kia, những xã ngoài xã hội có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn, nó văn minh hơn, nó lành mạnh hơn, mang lại sức khỏe tốt hơn và mang lại cái sự đi lại trên giao thông, tham gia giao thông nó an toàn, nó không phải lo lắng như bây giờ. Bây giờ con mình, người thân của mình hoặc tất cả mọi người đi ra đường, mình vẫn cứ có cái nỗi lo nơm nớp về vấn đề tai nạn, đúng không? Bởi vì tai nạn ở giao thông, ở giao thông ở Việt Nam mình thì tai nạn nó quá nhiều. Đó. Và Lượng cũng không muốn nhắc đến cái vấn đề tai nạn, bởi vì là chính là gia đình Lượng đấy, nỗi đau của gia đình Lượng cũng như nỗi đau của ngoài xã hội đấy, của mọi người về vấn đề tai nạn. Gia đình Lượng không may đã hai người thân ra đi về tai nạn. Cái nỗi đau của tai nạn nó đau không thể tưởng tượng nổi đâu anh chị ạ, anh chị em ạ. Nhắc đến đây là Lượng lại không kìm được nước mắt. Lượng mất đi hai người thân quá đau lòng. Cho nên khi Lượng tìm hiểu đến công nghệ này, nó mang lại cái giá trị lớn cho xã hội như thế, Lượng quyết định góp vốn về tập đoàn, chung tay cùng ngài chủ tịch, cùng nhà khoa học, mà không phải do dự, không phải ngần ngại, bởi là quyết định đi chia sẻ, giúp đỡ cho anh em bạn bè mình. Mọi người cũng nhận ra cái giá trị này, và mọi người hôm nay hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về tập đoàn, kỹ về nhà, về thân thế, về tiểu sử của nhà khoa học Anatoly Chunitsky. Lượng xem, Lượng nghĩ rằng là Việt Nam mình có Bác Hồ. Bác Hồ chúng ta là đi tìm đường cứu nước, mang lại cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng có cái cuộc sống đúng như Bác Hồ hằng mong muốn, đúng không ạ? Và ngài chủ tịch Anatoly Chunitsky, nhà khoa học thiên tài, là người thứ hai trên thế giới gọi là người thần, người thánh đấy anh chị ạ. Bởi vì trong quá trình ông nghiên cứu công nghệ này hơn 40 năm, có bao nhiêu tổ chức về thù địch đó, nó muốn ám hại, nó muốn giết ông đi để nó dìm ông, không cho ông phát minh ra cái công nghệ này. Nếu như ông phát minh ra cái công nghệ này thì họ sẽ mất việc, công nghệ của họ sẽ bị lỗi thời. 7 lần ông mất, bị gập trắng tay. Nhưng mà chắc rằng ông là một người thiên tài, là một người thần, người thánh, cho nên người ta không giết được ông. Không giết được ông, và đến ngày hôm nay công nghệ cũng thành công vang dội. Hôm nay cả thế giới đang ngưỡng mộ, cả thế giới đang cần đến công nghệ của ông. Và Lượng chưa thấy một cái dự án nào mà tất cả các chính phủ, các quốc gia, các chính trị gia, các nhà là tai to mặt lớn ở trên thế giới này ủng hộ công nghệ của ông. Và đưa tin báo đài, đưa tin truyền thanh, đưa tin thì người ta bảo cái kênh truyền hình CNN của Mỹ là cái kênh truyền hình uy tín nhất trên thế giới, nhưng liên tục cập nhật và đưa tin về tập đoàn công nghệ Usky, tập đoàn Uti. Và riêng cái quốc vương Dubai á, là người có tầm nhìn thay đổi quốc gia. Thế là bây giờ em gái Lượng cũng vừa được đi sang tham quan tập đoàn, tham quan công viên trình diễn thử nghiệm của tập đoàn Uti, là ở công viên ra xa Dubai. Đấy là một cái nơi mà Dubai cấp cho tập đoàn mình 28 hecta đất, gọi khu đất trắc địa nhất của Dubai. Nó nằm ở hai mặt tiền và nó nằm ở ngay cái trung tâm tài chính của Dubai, và nó là công viên công nghệ cao của Dubai. Tất cả những cái công nghệ gọi là hiện đại nhất Dubai đã quy tập về. Và người quốc vương Dubai, ông là một người tầm nhìn thay đổi quốc gia, từ một đất nước nghèo của Dubai, nhưng bây giờ trong một thời gian không lâu, Dubai đã chuyển mình và trở thành một quốc gia cường quốc lớn nhất trên thế giới, bậc nhất trên thế giới, hoành tráng, như Việt Nam mình gọi là hoành tráng và tráng lệ nhất. Đấy. Thì quốc vương Dubai đã nhìn thấy, đã một lần tham quan công nghệ. Chào bạn Nguyễn Thị
Cúc nha. Thấy cừu à? Bạn cừu đúng không? Chào bạn cừu nhá. À, cảm ơn bạn đã vào livestream của Nguyễn Lượng nhá. Được đang chia sẻ về cho anh chị em bạn bè cơ hội sở hữu cổ phần của tập đoàn Uti. Và Quốc vương Dubai đã cấp đất miễn phí và mời tập đoàn, mời chủ tịch về đặt công viên trình diễn thử nghiệm ở Dubai. Hầu như cấp đất miễn phí, khu đất đặc biệt nhất. Mà bây giờ cổ đông của Việt Nam mình đã sang tham quan và ngồi trên những con tàu, con xe. Đó. Và hiện tại như ở Nghệ An, quê hương Nghệ An có anh Bắc ở xóm 7 Viên Thành ấy. Anh là đang đi lao động làm việc ở Dubai và thường là cứ cuối tuần anh cứ đến công viên để anh quay các video anh gửi về. Và hôm tháng 2 vừa rồi thì đoàn cổ đông Việt Nam, hơn 60 cổ đông Việt Nam mình đạt xuất sắc, trong đó có em gái của Lượng đã sang tham quan tập đoàn, được tập đoàn mời sang tham quan, được ngồi trên con tàu con xe đi và được gặp chủ tịch, được chủ tịch ôm từng người một, ôm hôn từng người một và được gặp ban lãnh đạo quý Seoul Community. Đó. Và tất cả những cái thông tin của ngài chủ tịch và tập đoàn đưa ra thì nó có tuyệt vời luôn. Ngài chủ tịch ông là một vĩ nhân trên thế giới. Như ở Việt Nam mình mà nghĩ một người làm việc, làm quan, làm tướng ấy, thì để mà gặp được họ là khó, đúng không? Gặp được họ là khó. Mấy khi họ thân thiện với mình, những cái người dân nghèo nhỏ lẻ như mình, nhưng chủ tịch tập đoàn của mình á, ông trân quý từng cái cổ đông, từng cái người góp vốn 50 đô, 1 triệu 2 tiền Việt Nam, bữa 2 triệu 4. Đấy, ông có nói rằng là cái đoạn của video mà bà Tuệ Minh bạn đã quay, nói chuyện với ông và bạn đã quay lại. Ông nói là cảm ơn các bạn, nếu không có các bạn á, thì công nghệ này không có thể thành công được như ngày hôm nay. Và các bạn là những nhà đồng sở hữu công nghệ với ông. Tuyệt vời không anh em? Tuyệt vời không anh chị em? Có 50 đô, 100 đô cũng trở thành nhà đồng sở hữu công nghệ ông nghiên cứu trên 40 năm. Đó. Và cuối cùng ông còn có nói rằng là các bạn cùng với ông, cùng với tập đoàn Uti cứu vớt hành tinh này, cứu vớt nhân loại. Bởi vì trái đất của chúng ta đang ngày một nóng lên, bị ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu quá là trầm trọng rồi. Ô, cô chào con Hồ Liễu nha, con vẫn đang thức muộn nè. Cảm ơn con nhá. Cô đang vào livestream để nói chuyện và giao lưu với mọi người. Bạn Liễu, Hồ Liễu là sinh năm 90, đang trẻ tuổi lắm. À, bạn Liễu ở Quỳnh Liêu, Nghệ An và bạn đang là sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, cũng làm và đang phụ trách ở cái văn phòng Đà Nẵng. Bạn Liễu là một cổ đông đất đam mê đất rất là nhiệt tình, đam mê về công việc lan tỏa giá trị Uti và rất nhiệt tình, thường là cả giúp đỡ có Lượng nữa. yêu bạn Liễu quá. À. Ơ cô bị cô ôm bé ngủ à? Đúng rồi, cô đang like thì bé chơi với cô xong rồi bé ngủ thì cô không đưa lên phòng để ủ đã được thì cô bế cháu luôn để vừa bế cháu vừa nói chuyện nó cũng vui. Quay lại để nói chuyện về ngài chủ tịch. Thế thì qua chuyến đi cả cổ đông Việt Nam mình quay các cái video phát trực tiếp này rồi quay video này ấy là những cái hình ảnh, những cái giá trị ở bên tập đoàn mà các bạn là thay mặt cho cổ đông, cho thị trường Việt Nam mình, để giúp cho anh em ở nhà nắm bắt được thông tin của tập đoàn mình, tức là đồng vốn của mình góp vào tập đoàn đang vận hành chỉ là hiệu quả rất tốt luôn, bởi vì tập đoàn mình càng ngày càng phát triển mà. Khi mình góp vốn vào tập đoàn thì mình theo dõi thông tin và cập nhật thông tin và mình xem tiến triển phát triển của tập đoàn như nào, thì cái đồng tiền của mình đang ngày đêm nó phát triển anh chị ạ. Mà trong khi là ngài chủ tịch
và đội ngũ trên 700 chuyên gia cao cấp đến từ các quốc gia đang ngày đêm làm việc nghiên cứu bộ phận kỹ thuật đấy, và tất cả mọi cái các phòng ban người ta đang nghiên cứu, người ta đang làm việc và tập đoàn Uti thì làm nhiều hơn nói, bởi vì kế hoạch của tập đoàn đưa ra, lộ trình của tập đoàn là làm từ khi khởi nghiệp, tức là 15 vòng góp vốn và tiến ra thương mại và niêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán. Thì thời điểm đến nay là thời điểm tập đoàn đã đi qua đi đến giai đoạn 14.3 nhá, tức là giai đoạn cuối của giai đoạn 14, và còn một giai đoạn 15 nữa thì tập đoàn sẽ hoàn tất cái việc khởi nghiệp và sẽ tiến ra thương mại toàn cầu đó. Và theo như trong văn phòng cá nhân tập đoàn thông báo thì khả năng giai đoạn 15 tập đoàn sẽ khép lại, không gọi vốn cổ phần gốc anh chị ạ. Thì bây giờ thời gian nó không còn nhiều, nên anh chị em nào mà đã là cổ đông rồi thì chúng ta sẽ cố gắng để làm việc và gom thêm nhiều cổ phần. Và anh chị em nào chưa là cổ đông thì nên tìm hiểu nhanh, đưa ra quyết tìm hiểu, dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt thông tin thật chuẩn và đưa ra quyết định nhanh cho mình thì may còn kịp nhé. Còn không sau này là hối tiếc, bởi vì Lượng nghĩ rằng là tập đoàn của Facebook này, các cái tập đoàn công nghệ đi trước như Facebook này, Zalo này, Google này, Apple đó, hoặc Coca-Cola, hoặc sữa Vinamilk của ta, hoặc như tập đoàn Vingroup của ông Vượng ví dụ. Thế nếu như ngày đầu người ta thành lập, người ta khởi nghiệp mà họ cũng cho anh em ta góp, chị em ta góp vốn nhỏ lẻ như này mà chúng ta biết được chúng ta góp á, thì bây giờ cuộc sống của chúng ta nó khác rồi, nó trở nên giàu có rồi. Cho dù chúng ta góp vào đấy mà 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, tức là cái đồng vốn nhỏ của chúng ta, nhưng bây giờ nó tăng trưởng lên hàng trăm, hàng nghìn lần. Hàng trăm, hàng nghìn lần, hàng triệu lần. Giống như tập cổ phần của Apple 598, xin lỗi, sorry cả nhà, cổ phần của Google 598 ấy, Google thành lập. Lúc đấy cổ phần ta mà bỏ ra 100 đô thôi, tức là tương đương khoảng 1.2 triệu tiền Việt Nam. Lúc đấy thì bây giờ nó, cái 100 đô của ta nó đã tăng trưởng lên thành 1 triệu đô rồi. Thành 1 triệu đô rồi anh em ạ. Và chưa kể cổ tức tập đoàn chia cho ta hàng năm, chia cho cổ đông hàng năm. Cổ tức tức là nguồn lợi nhuận của tập đoàn. Đó, nguồn doanh thu của tập đoàn sau khi trừ hết các chi phí, lương thưởng công nhân, rồi thuế má, rồi tất cả mọi cái chi phí. Còn lại là cái lợi nhuận sau thuế. Đó, người ta gọi là báo cáo tài chính, người ta gọi là lợi nhuận sau thuế. Thì từ cái lợi nhuận đấy tập đoàn sẽ trích ra 20-25% để chia cổ tức cho cổ đông. Đấy, chia cổ tức cho cổ đông, ở lĩnh vực cổ phần gọi là chia cổ tức cho cổ đông. Mà hồi trước ở bảo hiểm thì Lượng gọi là bảo tức đó, cho khách hàng. Chia cổ tức cho cổ đông. Thì chúng như cổ Vinamilk mới đây này, mới đây thôi, không xa, mới có thời gian ngắn đây này. Tháng trước thì phải, là không nhầm là tháng trước, Vinamilk vừa chia cho cổ đông là tích cho 29.000 tỷ chia cổ tức cho cổ đông, 2.900 tỷ chia cổ tức cổ đông là một quý, một cổ phần là 14.000 đồng trên một cổ phần. Ví dụ như cổ đông nào mà sở hữu được 1 triệu một cổ phần của Vinamilk thì 14.000 đồng trên một cổ phần thì nhân lên là người ta được nhận 1 tỷ tư. Mà một năm được 4 quý như thế thì anh chị em ta thử tưởng tượng xem 1 triệu cổ phần của Vinamilk một năm nhận mấy tỷ tiền cổ tức rồi? 5 tỷ mấy đúng không? Với cái khoản thu nhập đấy thì gọi là ta được tự do tài chính nhá. Tự do thời gian đúng không? Ta được làm những cái việc mà ta nâng cao được chất lượng cuộc sống của chính chúng ta lên, và chúng ta làm được những việc chúng ta thường mong muốn. Ví dụ như chúng ta làm từ thiện này, chúng ta giúp đỡ người nghèo này đó, những hoàn cảnh khó khăn này, rồi chúng ta đi nghỉ dưỡng, đi du lịch này đó. Thì bây giờ những cái tập đoàn đấy, ví dụ như Apple bây giờ nó chia cổ tức cũng 4 quý trong một năm, và năm vừa rồi nó chia 0.23 đô trên một quý.
Thế thì 4 quý đó một năm thì 0,92 đô trên một cổ phần. Đấy, 1 triệu cổ phần nhân với 0,92 đô là nó ra, tính ra tiền Việt Nam nó đâu đó là khoảng trên dưới 23 tỷ. Trên dưới 23 tỷ anh ạ, anh em ạ. Đấy là những cái tập đoàn đi trước. Nhưng những tập đoàn đấy bây giờ nó đi qua rồi, chúng ta cũng có cơ hội nữa rồi. Nhưng hôm nay có một cơ hội nó vô cùng tuyệt vời. Với một tập đoàn của chúng ta đang còn lớn mạnh hơn như thế nữa. Bởi vì chủ tịch tập đoàn nói là chúng ta đang tạo ra một ngành nghề kinh doanh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Lớn hơn cả Boeing này, Apple và Ford cộng lại. Và chúng ta là những cổ đông lớn nhất thế giới. Tuyệt vời không anh em? Tuyệt vời không? Cơ hội quốc tế tuyệt vời không? Sau 5 năm, 7 năm, bây giờ chúng ta thể sẽ tìm hiểu và chúng ta nắm bắt cơ hội này để chúng thời điểm này chúng ta đang có cái gói vinh danh ấy. Tập đoàn đang mở cái gói vinh danh này nhưng còn mấy ngày nữa thì với chiết khấu là 190 tức là 1.000 đô là được 90.000 cổ phần, nhưng cái gói đấy thì duy nhất thì có một mức đấy là 5.000 đô và được trả góp trong 10 tháng, trả góp trong 10 tháng. Anh chị em tiết kiệm trả góp trong 10 tháng thì anh chị em được sở hữu 450.000 cổ phần. Tức là anh chị em sẽ có một cái tài sản là 450.000 đô. 450.000 đô và tương đương là hơn 10 tỷ tiền Việt Nam. Đó. Đấy là 1 đô một cổ phần tối thiểu nhất khi chào sàn, khi niêm yết lên sàn đấy là đã được định giá được anh chị nhá. Đó là thấp nhất nhá. Nhưng mà khi lên sàn với quy mô của tập đoàn UT khổng lồ như này á, với một cái công nghệ độc đáo và độc quyền như này á, và tiềm lực của công nghệ này và xu hướng của xã hội cả thế giới đều cần á, thì Lường nghĩ rằng là công nghệ của mình, tập đoàn của mình mà thương mại toàn cầu mà lên sàn á, thì không có cái lý gì là dưới 10 đô đâu. Bởi vì như vừa rồi đấy, tập đoàn Lyft, tập đoàn Grab ấy. Tập đoàn công nghệ Grab mà dịch vụ gọi xe ấy, và xe taxi ấy. À, mà Grab người ta chỉ có cái công nghệ gọi xe taxi và chỉ có 7 nước khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương chúng ta là sử dụng cái công nghệ đấy thôi. Nhưng mà khi Grab lên sàn á, giá 12,7 đô một cổ phần thì không có cái lý gì mà tập đoàn UT chúng ta lên sàn là giá dưới 10 đô. Dưới 10 đô. Nên đây là một cơ hội để giúp chúng ta, gọi là một cơ hội độc đáo để tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Nên anh chị em á, chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu nhá. Không chỉ là quá tiếc. Những người như bản thân Lượng này, như em Bình Đới này, như bạn Hồ Liếu này, bạn... bạn Hồ Liếu này ở trong này nhiều lắm, bạn em Mến này, bạn Sen này, bạn Nguyễn Thanh nhỉ, rồi bạn rồi ông Nguyên Tính này, rồi bạn Long Lê Na này, này là bạn Sĩ ở Quán Hành này, bạn Phương Đoàn này, bạn Thôi Kệ này, tất cả ấy nhiều lắm, nhiều lắm. Anh chị em ở trong này là cổ đông của tập đoàn rồi, đã nắm giữ được cổ phần của tập đoàn rồi đó, ai cũng là hiểu được cái giá trị của to lớn của tập đoàn rồi. Nên là bây giờ là thấy những người ngoài kia chưa tìm hiểu này, hoặc chưa có biết rồi mà chưa đưa ra quyết định gom cổ phần cho mình này, thật quá tiếc luôn, quá tiếc cho mọi người luôn á. Không tìm ra đâu cơ hội, không tìm ra đâu cái tập đoàn mà nó đầy đủ 10 tiêu chí như tập đoàn UT đâu. Đó. Và tập đoàn UT là một không phải là một tập đoàn bình thường anh chị em nhá. Đã được tập đoàn đã được là Viện Hàn lâm Khoa học Belarus, chính phủ Belarus cấp giấy chứng nhận đấy là một tổ chức về khoa học. Một tổ chức khoa học anh chị em nhá, chứ không phải là tập đoàn bình thường đâu. Và người đứng đầu chủ tịch là người đứng đầu tập đoàn á, là người cha đẻ của công nghệ luôn. Và ông là một nhà khoa học, một tiến sĩ, một nhà khoa học. Đó, là một thành viên của Phi hành đoàn Vũ trụ Liên Xô. Ông là chủ nhiệm của hai dự án của Liên Hợp Quốc. Đó.
là ông là có 200 phát minh, 200 văn bằng phát minh, tức là mỗi văn bằng là một cái công nghệ đó anh chị em đó. Và ông có 200 bài báo khoa học và 20 sách chuyên khảo, và hiện tại ông là tổng công trình sư công nghệ đường dây Unisky đó, một người đứng đầu tập đoàn, là một người doanh nhân, một người là một nhà khoa học. Còn những tập đoàn khác các chỉ là doanh nhân thôi chứ không phải là nhà khoa học đâu. Nên khi mình may mắn mình gặp được cái tập đoàn này, đó là nhà mình phước báo lớn, được nghĩ nhà mình phước báo lớn mới giúp cho ông bà tổ tiên, mới xui khiến cho mình gặp được cái cơ hội này và nắm giữ được cái cổ phần này. Nên là bây giờ Lượng chỉ biết ngày đêm là mong muốn giúp đỡ để lan tỏa cái giá trị yêu thương của Uti ra ra cộng đồng, để giúp cho mọi người ở ngoài cộng đồng ai ai cũng biết đến cái tập đoàn này, ai ai cũng biết được cái giá trị nhân văn của Uti. Và đây là cuộc cách mạng giao thông, và nó sẽ thay đổi cái nền văn minh của thế giới, và nó sẽ là một cái công nghệ mới để ra thay đổi những cái công nghệ đã đi vào lối thời lạc hậu, mang lại những cái hiểm họa cho nhân loại. Đó. Chúng ta là hãy là chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ chính tương lai con em của chúng ta, cùng với nhà khoa học xây dựng Usky giải cứu hành tinh, thực hiện cái khẩu hiệu. Đó. Anh chị em hãy chia sẻ lan tỏa thật nhiều cho bạn bè về công công nghệ là giao thông mới này nhé. Chúng ta là những người đang may mắn được được biết và được đón đầu xu thế. Chúng ta là những người đón đầu xu thế. Sau này công nghệ phát triển lên toàn cầu á, thương mại toàn cầu, thì 8 tỷ dân trên thế giới đi trên tàu trên xe, tức là người ta đang trả tiền cho chúng ta đấy. Vì như bây giờ, như chúng ta đi máy bay là chúng ta đang góp góp tiền cho cổ đông của Boeing, của máy bay, đúng không? Đó. Chúng ta bây giờ đi đâu chúng ta lựa chọn là phương tiện máy bay, đúng không? Cho dù vé nó có đắt nhưng chúng ta vẫn đi, bởi vì nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta, đấy là nhanh này, đỡ mất sức khỏe này. Đó. Và tính an toàn của nó cũng là cao hơn này, nên chúng ta lựa chọn máy bay, đúng không? Đó. Thì chúng ta đang làm giàu cho cổ đông của máy bay, chúng ta đang trả tiền cho cổ đông máy bay và chúng ta uống sữa Vinamilk hàng ngày, chúng ta tiêu thụ sữa Vinamilk hàng ngày, đấy là chúng ta đang góp phần cho cổ đông của sữa Vinamilk, người ta nhận cổ tức nhiều hơn, đúng không? Nên là chúng ta biết được cái tiềm năng của công nghệ, thì sau này công nghệ của chúng ta phủ sóng lên toàn cầu á, thì mọi người ai ai cũng đi trên cái công nghệ của chúng ta, bởi vì công nghệ chúng ta nó ưu điểm, ưu việt. Đó. Các bạn đi về mà các bạn nghĩ là nó êm hơn, nó êm ru, ngồi trên cái tàu đấy nó đi nó êm ru hơn cả cái khoang khoang thương gia của máy bay. Và công nghệ của chúng ta máy bay đi là phải tắt wifi nhá, tắt mạng nhá, không được sử dụng cả cái phương tiện điện tử có mạng nhá. Nhưng công nghệ của Uti đi thì được được sử dụng mạng nhá. Đấy là một cái tiện ích cho chúng ta nhá, và đồng thời êm ái nhá. Và tuyệt vời á, tuyệt vời là công nghệ của chúng ta đi bằng chuỗi, nó không phải chờ đợi như máy bay đâu nhá. Đó, cứ đến ga là chúng ta lên đi. Chào bạn Linh Nguyễn nha, chị của mình chất quá. Cảm ơn Linh nha. Cảm ơn Linh nha, đèn tỷ phú đi nha. Diệu Diệu Thủy Nguyễn, cảm ơn bạn Diệu Thủy Nguyễn nhá. Các bạn ngủ muộn một tí để chúng ta vào, chúng ta giao lưu, chúng ta chia sẻ, chúng ta lan tỏa giá trị của tí nhá. Và các bạn hãy chia sẻ lên tường Facebook các bạn đi, để cho mọi người cùng nghe, cùng theo dõi, cùng cùng nhìn nhận, và cùng sẽ tìm hiểu và cùng thắc mắc lại cái cơ hội tuyệt vời này. Chúng ta đang đang gieo những hạt mầm trên cái mảnh đất giàu kim mảnh mảnh đất cái mỏ kim cương của Ti nhé. Thì sau này chúng ta có những cái cây nó tỏa bóng mát để chúng ta hái quả, chúng ta ăn nhá, hái quả ăn cho đời mình, để đời con mình, để cháu mình nhá. Bây giờ
ưu tiên nó tuyệt vời nên nó ngấm vào trong máu của Lượng rồi. Một ngày một hồi mà Lượng không nói đến ưu tiên, không nói đến công nghệ ưu tiên, hoặc không né một cái video nói về ưu tiên, hoặc không vào Zoom là thấy khó chịu lắm rồi. Bà ngoài quá chất vui vui bên cháu, không quên xứ mình, theo kịp chị mình. Ai theo kịp chị mình, cảm ơn Linh nha. Bây giờ chị còn lắp máy bay, đi máy bay Boeing cũng không theo được em Linh xinh đẹp rồi đấy. Em Linh sở hữu rất nhiều cổ phần của tập đoàn rồi, tương lai em Linh giàu có, em Linh là tỷ phú đô la rồi. Và em Linh đã giúp được rất nhiều người rồi, mấy chục nghìn người, gần 20.000 người mà. Em Linh đã giúp được, em Linh là ở Hà Nội nhá. Em Linh là đã giúp được gần 20.000 người biết và sở hữu cổ phần của tập đoàn Uti rồi anh chị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, sau này 20.000 người đấy, người ta có cuộc sống thay đổi tốt lên thì người ta cảm ơn em Linh đời đời luôn. Sau này người ta nhận cổ tức, rồi người ta con cháu người ta nhận cổ tức, người ta cảm ơn em đời đời luôn đó. Có phải em Linh này không này? Có phải em Linh Hà Nội không nhỉ? Có phải em Linh, em Mỹ Linh không nhỉ? Hay là em Linh Đà Nẵng nhỉ? Bởi vì nhiều Linh quá. nhiều Linh tỷ phú đấy, quá tí quá rồi. Bây giờ cứ không nhận ra Linh nào, comment cho chị Lượng biết là Linh nào đi. Linh Nguyễn em. Đấy chị. Em Mỹ Linh hay là em, hay em Linh Đà Nẵng đấy? Mà nhiều em Linh nữa, rồi ra Linh, rồi Linh Hà Nội, trời ơi, quá tuyệt vời. Quá chất luôn, em Linh thì quá chất luôn, em Linh quá đẳng cấp luôn. Em Linh sở hữu được cổ phần và em Linh là người truyền lửa và người truyền cảm hứng cho mọi người, và người giúp đỡ mọi người tuyệt vời nhất. Chị Lượng rất ngưỡng mộ em Linh luôn. Trời ơi, ông mời được em Linh để lên đây để giao lưu với mọi người cái hề. Em Linh quá tuyệt vời luôn, chị Lượng ngưỡng mộ lắm. Em Linh này còn nhiệt tình nữa. Đó, hai chị em gặp nhau. Nhung Hồng Dương. Chào bạn Nhung Hồng Dương nha. Dương Nhung có phải là Nhung Đắk Nông nhỉ? Có phải là cổ đông Nhung Đắk Nông không? Đó. Lâu ngày quá rồi. Chị em mình chưa giao lưu với nhau này. Đặng Hoa. Chào Đặng Hoa nha. Chào bạn Đặng Hoa nha, chào các bạn nha, chào anh chị em nha. Cảm ơn buổi này, live hôm nay tuyệt vời vui nhỉ. Bởi vì quốc tế của chúng ta đang tiến gần đến đích, và cái sự giàu có thịnh vượng của chúng ta đang, tương lai đang mở ra rất đi mà tốt đẹp. Nên là anh em chúng ta rất hồ hởi, và chúng ta ngày nào giờ nào chúng ta mở Facebook cũng có like để chúng ta vào, chúng ta tương tác, chúng ta nói chuyện với nhau, và chúng ta truyền lửa, và chúng ta chia sẻ và mách cho anh em bạn bè ngoài xã hội ngoài kia, những người chưa biết đến tập đoàn Uti, chưa biết công nghệ Usky, chưa biết để mà có cơ hội để mà góp vốn và chung tay với nhà khoa học Anatoly Unity để xây dựng Usky, giải cứu hành tinh, giải cứu cái môi trường, giải cứu cái nền văn minh, cho thay đổi cái nền văn minh, bước sang một cái kỷ nguyên mới cho chúng ta có một cái cuộc sống, có một cái tương lai nó tuyệt vời hơn, đúng không? Nó mang lại cái sự thịnh vượng, giàu có cho mọi người, và nó mang lại cái sức khỏe nó tốt hơn, cái sự an toàn hơn trong khi tham gia giao thông, đúng không? Bởi công nghệ giao thông của chúng ta là chạy bằng chuỗi trên cao, nó không gây ùn tắc giao thông, nó không thải ra khí thải độc hại, bởi vì nó không sử dụng xăng dầu mỡ, nó không giao thoa, nó không gây tai nạn chết người, vẫn được chính là loại trừ yếu tố người lái. Thế một cái công nghệ mà nó hiện đại như thế, và nó mang lại một cái giá trị lớn cho xã hội như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người đồng sở hữu, thì chúng ta cũng trở nên giàu có, đúng không ạ? Chào bạn Thư Quảng Bình à? Chào bạn Thư Quảng Bình. Hay là chị Thư đây? Chào bạn Tiểu Đình nha. Chào bạn Nhung Hồng Dương. Chào các bạn. Các bạn ơi, vào live stream để chúng ta chia sẻ đi. Linh Nguyễn, chúng ta có phúc phận và duyên lành đã đến được với nhau và cùng nhau cống hiến, chúc sự nghiệp kỷ nguyên giao thông xanh
giao thông xanh. Những ai đủ phúc và duyên lành sẽ đón nhận. Đúng rồi em, chị cũng nói đó, khi mà chị biết đến cái tập đoàn Uti này, chị cảm thấy là phước báu nhà mình lớn, ông bà tổ tiên nhà mình thiêng thì mới cho mình nắm bắt được. Đó, đúng như em Linh nói đấy, phước báu và số phận, duyên phận của nhà mình đấy, đủ duyên, ai đủ duyên thì ấy nhận được, sở hữu được. Có người biết nhưng mà không thể sở hữu được. Thế chị kể nhé, có cái câu chuyện của bạn ở trong Long An, thì chị gặp ở trên cái Zoom đọc sách á, à Zoom trí tuệ đầu tư. Sau đó chị kết bạn và chị nói chuyện với bạn, chia sẻ cho bạn để nói chuyện, hai chị em chia sẻ trong cuộc sống. Sau đây chị có mách cho bạn là cái cơ hội này, thì bạn cũng là tìm hiểu. Ở ngày đầu thì cũng nói là em tưởng là bạn đã học vào cái Zoom đấy thì bạn làm trong lĩnh vực đầu tư. Hóa ra là bạn là chạy xe Grab. Bạn chạy Grab mà bạn lại chạy xe máy, chứ không phải xe ô tô đâu, không phải taxi đâu. Thế là hôm gửi Zoom cho bạn ấy, bạn gọi bạn xem là đã vào Zoom nghe chưa. Thì thấy cái bạn nó mở, nhìn trong cam thì thấy là bạn đã vừa chạy xe vừa đeo đôi tai nghe vào bạn nghe. Thế là sau là chia sẻ bạn góp 2 gói. Mà bạn cũng bảo là nghèo lắm, không có tiền, hoàn cảnh khó khăn. Thế bạn góp 2 gói. Thì mình lại gọi chị Lượng, thì Lượng luôn luôn là mong muốn là giúp người nghèo thoát nghèo. Cho nên mà khi gặp ai thấy hoàn cảnh nghèo thì Lượng mong muốn người ta này nắm bắt cái cơ hội này ngay. Và góp nhỏ cũng được, 2,4 triệu cũng được, 100 đô cũng được, 50 đô, 1 triệu 2 cũng được. Đó, hoặc 6 triệu hoặc 12 triệu thì trả góp, không có trả góp. Là cái mong muốn của mình để giúp cho người ta thay đổi cuộc sống. Chào bạn Thu Thủy nhá. Thế cảm ơn bạn đã vào buổi live của chị Lượng nhá. Thế lúc giúp cho bạn đấy được như thế thì bây giờ xa rồi lạ này, đầu nước đến cuối nước này mà lạ này, ở trên Zalo này, xem bạn có yên tâm để chuyển tiền cho mình hay không. Thì mình phải đưa hết cái nhiệt huyết của mình, cái toàn bộ cái từ cái con tim của mình, từ cái nội tâm của mình, để làm sao truyền tải giúp cho bạn là tin tưởng. Đó. Và nói bạn này, chị mong muốn giúp em thay đổi cuộc sống. Còn ngoài cái sự chị mong muốn đấy thì không có một ý đồ gì khác. Và đây là tập đoàn thật, đây là công nghệ thật, đây là tập đoàn thật. Và đây là ngài chủ tịch là một nhà khoa học thật. Nên em yên tâm, em vào tìm hiểu đi. Bởi vì dự án nó có 210 nước có vốn. Và đã có từ thành lập từ năm 2014 tới nay. Khi sau bạn nữa đã nghe và bạn đã chuyển tiền và đóng góp 2 gói. Nhưng sau do lý do như nào đấy không biết, chắc có lẽ có tác động bên ngoài hoặc là cũng do hoàn cảnh khó khăn, thì bạn có dừng đi 1 gói. Đó. Và sau lần lượt đi vào trong Sài Gòn á, thì điện thoại và gặp bạn, được chạy xe và bạn đến quán cà phê ngồi nói chuyện. Thì bạn có nói chuyện một lúc, sau bạn bảo: "Chị ơi, em cũng không hiểu sao á, lúc đấy em vẫn còn tiền để góp, nhưng chắc cái gì nó trừ lại em hay sao đấy, em không thể góp được." Đó, mới lạ luôn. Bạn nói đấy, không thể góp được thì nói là em là nghĩ là góp, mà em vẫn còn tiền trong tay để đóng cái gói đấy, nhưng mà như cái gì nó giữ lại em luôn. Chứ cái lần mà ta vào đi học ở trong Sài Gòn, trong trung tâm trong Sài Gòn đấy Linh á, cái hồi tháng 9 á, thì chị gọi bạn đến, bạn cũng học ở đấy 2 khóa và còn dẫn mẹ lên học rồi đấy. Thì sau đấy về chị nói và bạn ấy vào cái gói vinh danh. Gọi vinh danh, và bây giờ bạn đã đóng được tháng thứ 7 rồi. Lúc tối vừa nói chuyện với bạn, trời ơi chị mừng lắm, thì chị cảm thấy hạnh phúc và chị cảm thấy sung sướng khi mà em đã quyết định có gói vinh danh, ghi danh cho mình, ghi danh tên tuổi, hình ảnh của mình vào bảo tàng lịch sử của tập đoàn ở trên đấu trường quốc tế, và em sở hữu được cái khối tài sản là 450.000 cổ phần, tức là tương đương 450.000 đô. Mà chị mừng, chị không nói hết, diễn tả được hết cái tâm trạng của chị mừng cho em đâu. Bây giờ đến chắc đến cái em góp đến cái phút cuối này rồi, chị phấn khởi lắm. Cứ gọi bạn nói bạn đã góp rồi thì mình cảm thấy vô cùng phấn khởi luôn. Bởi vì tại sao chị Lượng phấn khởi? Không phải chị Lượng phấn khởi là bạn đã góp để chị Lượng có cái đồng tiền công hoặc cái gì ở đây, mà chị Lượng phấn khởi là bạn sẽ thay đổi được cuộc sống. Tương lai sẽ giúp bạn để thay đổi được cuộc sống. Và bạn sẽ thoát nghèo. Vừa đeo đi học và đang đi làm phù hồ, bất vả được người ta như thế là mình rất phấn khởi. Người ta giúp được người ta thay đổi cuộc sống, mình giàu có nhưng mình giúp người ta cũng giàu có được. Cái công việc của mình đấy, cái giá trị ở tập đoàn của mình là như thế. Nên Lượng mong muốn anh chị em
ở trong cái buổi live này, chị em chúng ta đã là cổ đông thì chúng ta hãy làm chương trình đối tác, và chúng ta hãy làm chương trình đối tác thật tốt, hãy giúp thật nhiều. Như em Linh nhá, giúp 20.000 người rồi, 20.000 cổ đông rồi, quá tuyệt vời luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đó, cái đấy là sau này là làm gieo duyên lành sẽ gặp quả ngọt. Đó, mình sẽ để lại cái quả ngọt cho đời sau của mình, thế là tuyệt vời, đúng không anh chị em? Đó. Và bây giờ chị em chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ giúp đỡ bạn bè của mình, những người ngoài xã hội đang là vất vả làm công ăn lương, đang cày cuốc mà mò mẫn từng đồng mà xong không có một cái cơ hội nào để giúp cho người ta thay đổi được cuộc sống. Thì anh chị em chúng ta hãy lan tỏa cái giá trị nhân văn của Uti ra cộng đồng nhiều hơn nữa, giúp cho mọi người hiểu được cái giá trị mà chúng ta cần trao, đúng không ạ? Chúng ta trao được giá trị thì chúng ta cũng là giá trị, chúng ta trở nên con người giá trị hơn, cuộc sống của chúng ta có giá trị hơn, đúng không? Chúng ta trao được cái cơ hội giá trị cho mọi người, tức là giá trị của chúng ta đang được nâng lên. Chào em Hằng Hùng nha, chào cổ đông Hằng Hùng nha. Chị thấy em vừa gọi mà chị phải tắt đi, không nghe được cuộc gọi của em, bởi vì chị đang live, chị đang live stream nói chuyện cho mọi người, đang giao lưu với mọi người đó. Thì, chào bạn Nguyễn, bạn Triều Nguyễn Tiến à, đó. Chào các bạn nhá, đã vào đây, chào Nguyễn Tiến nhá. Chào Nguyễn Tiến à. Chào cổ đông Hằng Hùng. Đấy, một cổ đông ở cửa hội Cửa Lò Nghệ An ấy. Đấy. Chị Lương cũng đã giúp được, Lương đã giúp được cho cổ đông này, và cổ đông này cũng vào một lúc 4 gói. Và bây giờ đang đóng 2 gói vinh danh, cũng đã đi đến tháng thứ 7 rồi. Còn 3 tháng nữa là hoàn thành. Và được hình ảnh và tên tuổi lại được ghi danh lên đấu trường quốc tế. Đấy, tuyệt vời. Cái gói ghi danh là Đường thường nói với mọi người là nó không tính bằng tiền. Cái giá trị vinh danh, ghi danh nó không tính bằng tiền. Ghi danh tức là vinh danh những cá nhân, tổ chức có công, đóng góp và cống hiến, đúng ạ? Ở trong các ngành nghề như thế. Đấy, có thành tích thì mới được vinh danh, ghi danh, đúng ạ? Thì ở tập đoàn UT chúng ta cũng thế. Chúng ta được vinh danh, được ghi danh, được lưu hình ảnh 3D ở tập đoàn, ở bảo tàng tập đoàn. Và sau này khi tập đoàn phát triển lên, các bến tàu, nhà ga của tập đoàn sẽ có cái bảng điện tử, nó sẽ chạy trên đấy. Và tên tuổi, hình ảnh của mình được lưu danh mãi mãi. Sau này á, mình đi rồi á, hết đời mình, đời con, đời cháu mình á, nó đi xe, đi tàu á, nó vẫn nhìn thấy hình ảnh tên tuổi của ông bà bố mẹ mình đang ở trên đấy. Hóa ra cái công nghệ này hồi trước bắt đầu khởi nghiệp, ông bà bố mẹ mình đã đóng góp tiền về đây, đã ủng hộ cho dự án, ủng hộ cho tập đoàn để có đồng vốn xây dựng và phát triển cái công nghệ này. Hôm nay được ghi danh. Và tuyệt vời là cái gói ghi danh được chiết khấu rất lớn, rất rẻ, rất cao. Đấy là 1.000 được 90.000 cổ phần. Tức là mình giúp cho ai đấy từ 1.000 lên 90.000, tăng trưởng lên 90 lần rồi. Lương nói mình bỏ cái đồng tiền xuống, gieo xuống đây, gieo cái mảnh đất màu mỡ UT, thì 1.000 của mình nó ra 90.000 rồi, nó tăng lên 90 lần rồi. Đấy là cái sự cam kết anh chị nhá. Ở trên giấy chứng nhận cổ phần của mình, người ta ghi rõ 1 đô một cổ phần. Đấy. Bởi vì tập đoàn mình được, công nghệ dây của mình được định giá là trên 400 tỷ đô, 400 tỷ 867 triệu 433.000 đô. Trên cơ sở đó tập đoàn được phát hành cổ phần, đúng trưng bày cổ phần đó, tức là 1 đô một cổ phần, thấp nhất khi chào sàn. Thì thời gian bây giờ nó đã ở giai đoạn cuối rồi, nó không còn xa nữa đâu, không còn xa nữa đâu, vài ba năm sau nữa
tập đoàn thương mại và tập đoàn niêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán, thì nó về cái giá trị thực của nó là một đô một cổ phần. Thì anh chị góp hôm nay 10 tháng với mức tiết kiệm 12 triệu một tháng, 120 triệu anh chị tiết kiệm, nhưng anh chị sở hữu cái tài sản trị giá 450.000 đô. Và lúc lên sàn anh chị có ít nhất 450.000 đô, tương đương với hơn 10 tỷ đồng Việt Nam đồng. Chưa kể lúc lên sàn với cái tiềm năng của tập đoàn mình á, công nghệ của mình á, nó phủ sóng toàn cầu á, thì cổ phần của mình nếu như cái lực đòn bẩy nó tăng lên 10 đô một cổ phần thì sao? Lúc đấy tài sản của anh chị là ít lên 10 lần, không phải 450.000 đô nữa mà nó thành 4.500.000 đô. Lúc đó nó không phải 10 tỷ nữa mà nó trên 100 tỷ thì sao? Có phải mình thoát nghèo không? Và chưa kể mình được nhận cổ tức hàng năm nha. Cái cổ tức hàng năm bây giờ anh chị cứ vào Google, các anh chị tra Google cái là ra Vinamilk chia cổ tức như nào, Facebook chia cổ tức như nào, Apple chia cổ tức như nào, Toyota chia như nào, Vingroup ông Phượng như nào, nó có trong Google hết. Đấy gọi là mình kiểm chứng thông tin. Còn nghe Lượng nói thì nhiều khi bảo chị này nói với ta như thế đấy. Google nha, anh chị vào tra là anh chị kiểm chứng được nha. Và trên báo nha, các trang báo nha, điện tử là người ta thông báo. Thì đây là cơ hội để mình tăng trưởng cái tài sản của mình lên, tức là cơ hội độc đáo để tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Lượng nhắc đi nhắc lại anh chị nha, đây là một cơ hội độc đáo để tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Còn mà mình cứ không thay đổi tư duy á, mình cứ làm công ăn lương, cũng như cuộc đời của Lượng đấy, mấy chục năm chịu cái cảnh làm công ăn lương, vất vả bươn chải kiếm tiền đấy, rất cực anh chị ạ. Mà mình muốn giúp ai không giúp được, bởi vì mình có lo cuộc sống của mình chưa được lại giúp được ai, chỉ giúp bằng lời nói thôi đó. Nhưng hôm nay á, có cơ hội này để giúp chúng ta sẽ thay đổi được cái tài chính, đột phá cái tài chính của chúng ta trong tương lai gần, và chúng ta sẽ làm được những điều chúng ta mong muốn. Bây giờ Lượng cũng đang cố ra gom cổ phần, để Lượng hy vọng, Lượng mong rằng là khi tập đoàn phát triển lên là mình sẽ có tiền, mình sẽ làm được những việc mình mong muốn từ trước tới nay, đau đớn trong lòng mà mình chưa làm được, để mình giúp những hoàn cảnh khó khăn, giúp những người nghèo, giúp những người không may bị bệnh hiểm nghèo, những cái tai nạn. Khi Lượng nghe thấy ai đó, thấy những cái hoàn cảnh đó trên báo chí hoặc trong làng bản xóm của mình ấy, được cái tâm nguyện của Lượng muốn giúp người ta lắm, nhưng mà bởi vì tài chính của mình nó không cho phép. Và đây là một cơ hội để Lượng làm được, thực hiện được cái mong muốn của Lượng. Và hiện tại bây giờ thì Lượng đang đi lan tỏa và giúp đỡ cho anh chị em, bạn bè, kể cả những người quen biết, những người không quen biết, xa lạ trên Facebook, như bạn Châu ở Long An Lượng vừa kể lúc này đấy. Bây giờ trở thành là hai chị em thân thiết nhau luôn, như người nhà luôn. Rồi bạn Uyên ở trong Cần Thơ đấy, bạn làm Sapa. Dịch bệnh Lượng ngồi nhà trên cái Zalo, nhưng Lượng này sẽ chia sẻ và giúp đỡ được mọi người. Rồi bạn Đỗ Minh ở Cà Mau đấy, bạn Cường ở Cà Mau đấy, bạn Mến ở Hà Tĩnh đấy, có bạn Mến đang ở trong live đây này. Lượng và bạn Mến chưa gặp nhau này, làm cho bạn Mến mấy triệu cổ phần, bạn Mến có mấy triệu cổ phần rồi mà hai chị em cứ trên Facebook rồi. Rồi chị gái của bạn Mến ở ngoài Hòa Bình này, bạn của chị gái ở ngoài Hòa Bình này, rồi ở ngoài Sơn La này, Hải Phòng này, bạn Viện ở Hải Phòng này, bạn Vân ở Hải Phòng này, nhiều lắm các bạn ở xa nhưng mà chưa biết mặt Lượng. Nhưng mà tại sao người ta tin tưởng? Bởi vì đây là cái thật anh chị ạ. Bởi vì tập đoàn thật, người chủ tịch là nhà khoa học thật, và con tàu con the thật đó. Nên là cái thật sẽ làm người ta tin, và bên cạnh mình là người giúp cho người ta tự tin, hiểu và tự tin. Đó. Đúng các bạn. Ê, nếu Lượng nói như thế, Lượng chia sẻ như thế mà các bạn cảm nhận thấy đúng thực tế thì các bạn hãy cho Lượng một like, thả tim cho Lượng đi,
Thầy Lương biết là các bạn đang theo dõi live và là các bạn đang đồng cảm với quan điểm của Lương. Nhá. Bây giờ cũng hơi muộn rồi, bây giờ 11 giờ ở Việt Nam mình là 11 giờ đêm rồi không? Chắc là thế tạm dừng cái buổi chia sẻ nói chuyện với các bạn ở đây để cho các bạn thu xếp công việc nghỉ ngơi, đảm bảo giấc ngủ để ngày mai có sức khỏe tốt để cống hiến và làm việc nhá. Cống hiến và làm việc nhá, giúp đỡ mọi người nhá. Còn anh chị em nào mà người mới vào live của Lượng á thì hãy muốn được tìm hiểu nhanh và tìm hiểu được những cái thông tin chuẩn nguồn nhất từ tập đoàn UT thì hãy inbox cho Lượng nha. Hãy inbox riêng cho Lượng, Lượng sẽ chia sẻ nhá. Lượng sẽ giúp anh chị em có cách tìm hiểu nhanh nhất và những thông tin là chuẩn nguồn nhất, cập nhật nhanh nhất từ tập đoàn UT nhé. Đó. Và anh chị em mình cứ tương tác để nói chuyện, để giao lưu, để chia sẻ, để chúng ta cùng nhau trong một cộng đồng UT là một cộng đồng quốc tế 210 nước. Đấy, một lượt tham gia đấy, đây chúng ta là một cộng đồng quốc tế, là ngôi nhà chung mà người cha của chúng ta đấy là ngài Anatoly Junitsky, là người cha già kính yêu của chúng ta. Tức là Lượng nghĩ là ngoài Bác Hồ ra thì có ngài chủ tịch Anatoly Junitsky là những con người thần tượng nhất, những con người tài giỏi nhất, những con người gọi là những vị thánh nhân nhất trên cái thế giới này, để chúng ta được ngưỡng mộ và chúng ta được chung tay góp sức đồng hành anh chị em nhé. Và chúng ta cũng thay đổi được cuộc sống của chính chúng ta, và có cơ hội để chúng ta gieo duyên và chúng ta giúp trao đi cái giá trị nhất cho mọi người, trao đến mọi người những cái giá trị là gọi là nó thịnh vượng bền vững nhất. Đó. Mình trao đi giá trị và mình là người giá trị, đúng không? Thôi đêm muộn rồi nên là chắc mọi người cũng đi làm cũng về mệt rồi, nên là Lượng sẽ dừng live stream ở đây. Đừng dừng buổi live stream ở đây để giúp cho mọi người có chuẩn bị đi ngủ nha. Chúc các anh chị em cũng nhận được ra một vài điều gì trong cái buổi live stream của Lượng nha. Và hãy giúp Lượng chia sẻ lên tường Facebook của các anh chị nha, những buổi live tiếp theo nha. Và Lượng xin tạm dừng buổi live ở đây. Xin chúc anh chị em một buổi tối có những giấc ngủ ngon, ấm áp, yêu thương bên người thân của mình nhá. Và có những giấc mơ đẹp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những buổi live tiếp theo nhá. Hai bà cháu nhá, hai bà cháu xin chào anh chị em nhá. Hai bà cháu xin chào anh chị em nhá. Hai bà cháu đang ở Canada nhá. Xin chào anh chị em và chúc cả nhà mình một buổi tối ngủ ngon nhá. Nhiều yêu thương ấm áp bên người thân và có những giấc mơ đẹp nhá. Xin chào, xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.